Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 71. Sao cha vợ, con rể. Nửa tháng sau, một đêm khuya giữa tháng 9, đại doanh nhãn môn. Trước khi đi nằm, Khương Tổ vọng ngồi trong đại trướng một lát. Mượn ánh nến trên bàn sách, tầm mắt ông dừng trên một bức thư báo nhận được lúc ban ngày, chào mày do dự đây là một bức chiến báo gửi từ thành Vân Lạc phía tây tháng trước phía tây cũng đã gửi đến tin chiến trận sau nhiều năm bắc địch lại tụ hợp một đội ngũ hỗn tạp phát động quấy rối và tập kích cửa Tây Đại Ngụy đây là cuộc tấn công phối hợp với cuộc chiến tám bộ của người địch một đông một tây phối hợp ăn khớp nhau mấy năm gần đây Đại Ngụy thực hiện ân huy lấy thành Vân Lạc làm trung tâm ở vùng Tây Quan đã tạo dựng một vùng hòa bình tương đối ổn định. Trong quanh ngoài mấy nước nhỏ và bộ tộc vẫn liên tục dao động thì còn lại đã quy thuận. Ngoài ra, Đại Ngụy cũng lập một đội quân chú ở cửa Tây do tướng quân Quy Đức Lưu Hoài Viễn làm thống lĩnh. Ông cũng là người có tiếng, có loạn, Lưu Hoài Viễn và thành chủ Vân Lạc Yến trọng phối hợp lẫn nhau, cục diện rất nhanh được khống chế, cửa Tây lại ổn định. Đây nghiễm nhiên là tin thắng trận, song đồng thời cũng đưa đến một tin không tốt yến trọng bị thương thương thế thất thường tình huống không phải rất tốt ở cửa tây giấy lên tin chiến khương tổ vọng ngoài thông báo triều đình thì cũng không giấu con trong mỗi chiến báo qua lại sau đó ông báo cho cô trước tiên ông tin rằng tin này tuyệt đối không làm con gái phân tâm trên chiến trường cô luôn có phẩm cách tỉnh táo gặp nguy không loạn dũng cảm đảm đương hiếm thấy phẩm cách ấy cộng thêm khống chế toàn cục cùng với đủ hy vọng sẽ là điều kiện tất yếu để thành một thống soái thống lĩnh vạn quân đảm đương một phương. Cùng với năm tháng đổi rời, một hai năm gần đây, Khương Tổ vọng càng phát hiện mình không nhìn lầm người. Hôm nay tin chiến thắng bay tới ổ ạt, xong lại kèm theo một tin xấu ông không ngờ tới. Có nên gửi thư báo cho con bây giờ chăng? Con bé và cậu nó từ nhỏ đã gần gũi, tình cảm rất sâu nồng, còn hơn xa tình cảm cha con với mình. Khương Tổ vọng trần trừ thật lâu, Cuối cùng ra quyết định. Ông nhanh chóng viết xong thư, gộp tin chiến thắng ở cửa Tây vào, triệu người đến lệnh gửi đi. Không còn sớm, ông nên nghỉ ngơi. Lần này trước khi đi, con gái đã dặn dò ông phải bảo trọng thân thể. Khương Tổ vọng từ bàn đứng dậy, đang định cởi áo đi nằm, bỗng ông nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp từ bên ngoài chạy đến. Trực giác nói cho ông biết, lại có tin khẩn vừa tới. Bất kể của cửa Tây hay tám bộ tình hình cuộc chiến đều xem như tiến triển thuận lợi. Giờ đương khuya lại có cấp báo. Là bệnh tình yến trọng nặng thêm, thậm chí là tin dữ. Hay ở tám bộ có biến số mới. Khương Tổ Vọng lập tức dừng tay, cũng nghe thân binh ngoài chướng thông báo, Khương Tổ Vọng cho vào. Thân binh bẩm Đại tướng quân, có một toán người vừa đến ngoài đại doanh, mời đại tướng quân lập tức ra doanh gặp mặt. Khương Tổ Vọng khẽ giật mình. Lai lịch thế nào, không nói, chỉ truyền gửi vật này mời đại tướng quân xem qua thân binh trình lên một thứ được bọc trong lớp vải khương tổ vọng nhận lấy là một lệnh bài lệnh bài tướng quân cấm quân lưu hướng sao đêm khuya cậu ta lại đến đây cậu ta ở trường an nhiều năm không tin tức với mình chỉ sau khi con bé quay về mấy tháng trước từ miệng phàn kính khương tổ vọng mới biết lưu hướng cũng đang hộ tống nhiếp chính vương nam tuần Sao tự dưng cậu ta lại đến nhạn môn giờ này Khương Tổ vọng mơ hồ không thôi, chỉnh lại y quan, lập tức bước ra đại trướng. Vùng biên cương vào thu luôn sớm, quý này ở trường An hoa cúc vàng còn đầy đặn, chỉ mới khoác thêm lớp áo thu, xong ở đây đã cỏ vàng lau sậy úa, vào đêm, gió lạnh ào ào, trời đất tiêu điều sơ xác. Khương Tổ vọng dừng ngoài cổng khuôn viên, dương mắt nhìn tới trước. Một mảnh trăng thu treo giữa bầu trời đêm, dưới ánh trăng lung linh lạnh lẽo, trên một chiến dốc thoai thoải, đang có một toán chừng mấy chục người lặng lặng dừng chân. Nhìn lại, đều là thường phục, một người trong số tung người xuống ngựa, vội vàng chạy tới ông. Khương Tổ Vọng cũng bước tới, cách mấy chục bước, ông nhận ra ngay người đang chạy về phía mình không ai khác đúng là Lưu Hướng. Đại tướng quân, mặt tướng Lưu Hướng chào đại tướng quân. Vừa giáp mặt, Lưu Hướng đã dùng lễ cỗ năm xưa chào hỏi, rất cung rất kính, giọng còn có phần bất ổn, hẳn cảm xúc trong lòng đang gợn sóng bỗng nhiên gặp lại thuộc cấp xưa kia đã xa cách nhiều năm, Khương Tổ Vọng trong phút chốc đầy xúc động, đáp lễ, ngay sau đó chưa hàn huyên tự thoại đã hỏi. Cậu có việc à? Với thân phận của cậu ta hiện giờ, đột nhiên lao tới nhạn môn tuyệt đối không thể nào là đến ôn chuyện. Lưu hướng ghé đến bên tai Khương Tổ Vọng thì thầm. Nhiếp chính vương túc thận huy tự mình đến đây, đang chờ ngoài đại doanh trong đêm. Khương Tổ Vọng ngước mắt lần nữa, trên triền dốc kia một bóng người khác cũng xuống ngựa, cất bước sang bên này, khương tổ vọng hồi thần, lập tức nhanh chân ra đón. ánh trăng soi sáng khuôn mặt thanh niên, khương tổ vọng đã từng gặp khuôn mặt này, dù đấy là khuôn mặt thiếu niên rất nhiều năm trước, song đã để lại ấn tượng sâu sắc không gì sánh được cho khương tổ vọng. giờ đây thanh niên trước mặt này, dáng vẻ thậm chí là bóng người đón gió cất bước, chỉ chốc lát đã gợi ngay lên hình ảnh thiếu niên năm đó. điền Hạ, nhiếp chính vương điền Hạ thần không biết điện hạ giá lâm, không từ xa tiếp đón, xin điện hạ thứ tội. Khương Tổ vọng nén cảm tình kích động bất ngờ trong ngực, đến gần cúi đầu đang định cúi bái, Thúc Thận Huy đã giang hai tay đỡ Khương Tổ vọng lên. Đại tướng quân không cần đa lễ, Thúc Thận Huy nói. Y mỉm cười, non phong độ siêu nhiên, chính là dáng vẻ trong ấn tượng của Khương Tổ vọng. Song giờ phút này tới gần, nhờ ánh trăng, Khương Tổ vọng lập tức phát hiện ngài con rể này của mình đầy phong trần mệt mỏi, không chỉ thế giọng cũng khàn cả đi nom y đầy rã rời khương tổ vọng nghi ngờ đầy bụng chả biết tự dưng đêm khuya y chạy tới là vì mục đích gì chiến sự hiện giờ còn lâu mới tới mức cần y tự thân đến đây đốc chiến nếu như không phải vì công thì là tư chả nhẽ là vì con mình mà tới nhưng hình như thấy không giống khương tổ vọng mở miệng mời y vào doanh luôn không ngờ y lắc đầu tiếp đó thấp giọng hỏi chỗ đại tướng quân có từng gặp bệ hạ không? Khương Tổ vọng giật mình. Bệ hạ. Trong tích tắc chưa phản ứng kịp. Thúc thận huy hỏi xong, thấy Khương Tổ vọng ngây ra liền hiểu. Đúng như suy đoán của y, Thúc Tiền sẽ không chờ ở đây. Chắc chắn cậu ta tiếp tục đi tám bộ. Dẫu trước khi mở miệng y đã có chuẩn bị, xong lúc này, lòng y vẫn không khống chế nổi, cảm giác dày vò bỏng cháy như nước sôi tuôn trào. Chỉ nhãn môn thì còn được, hòa bình không chiến sự. Nhưng, đây là tám bộ, đường đi đến ám bộ có xảy ra chuyện gì, ai có thể đoán trước. Thúc thận huy ổn định tinh thần, dùng giọng hết sức bình tĩnh giải thích. Đại tướng quân, chuyến này, bồn vương đến vì bệ hạ. Y tóm tắt mấy câu cho Khương tổ vọng, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của ông, nói tiếp. Chắc hẳn bệ hạ đã chạy tới tám bộ, bồn vương đi luôn, thay ngựa nhờ ở chỗ này, và bố trí giúp một người quen đường dẫn đường. Khương Tổ Vọng cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn chấn kinh lớn, dùng mình cả người, vội xoay người đi sai xử thân binh, xong xuôi, bèn ngó bóng người lạnh lẽo nghiêm túc thẳng thớm đứng dưới trang kia, nén hỗn loạn trong lòng, nhanh chóng quay lại cung kính nói. Mời Điện Hạ chờ một chút. Mặt thúc thần hiện một tia ý cười. Làm phiền đài tướng quân, xảy ra chuyện lớn như vậy, thần vốn nên đi theo Điện Hạ đi đón bệ hạ. Khương Tổ Vọng tuyệt đối sẽ không vì đi đón thiếu đế hay bảo vệ nhiếp chính vương mà tự mình rời nhạn môn vào thời điểm này. Kế hoạch của ông là phái một đội hộ tống nhiếp chính vương. Nào ngờ chưa dứt lời đã nghe y nói. Không cần, đại tướng quân chỉ cần ở lại nhạn môn, cũng không cần phái người đưa ta. Người bổn vương đã đủ, tự có thể ứng đối. Khương Tổ Vọng coi như thôi. Hiển nhiên chuyến đi này nhiếp chính vương cần giữ bí mật, Khương Tổ Vọng cũng không nghi thức xã giao, không cho gọi ai, chỉ tự bản thân tiếp đón. Đường lúc đợi đổi ngựa và người dẫn đường, ông báo lên tình hình tiến triển mới nhất của chiến sự ải cửa Tây và tám bộ. Xong bẩm xong việc công, cặp cha vợ con rể từ mãi khi thông ra xong xuôi đến giờ mới có thể chạm mặt ai nấy im lặng, hầu như không nói. Khương tổ vọng thu hết dáng vẻ nặng nề tâm sự của chàng rể vào đáy mắt, cảm kích tình huống đặc biệt cực kỳ khẩn cấp xưa nay chưa từng có, ông sợ lên đường vội, đang định thúc giục thì bỗng thấy y nhìn mình. Điện hạ có gì sai sử? Khương Tổ Vọng lập tức hỏi. Thúc thận huy chậm rãi thơ hắt. Nhạc phụ, hẳn dạo này hủy hủy đều tốt cả chứ? Y thấp giọng hỏi. Khương Tổ Vọng nghe y đột nhiên gọi nhạc phụ, mở miệng hỏi con gái, thoạt đầu cực kỳ bất ngờ, tiếp đó, trong lòng tuôn ra cảm giác vui vẻ cực lớn. Vâng, vâng, điện hạ yên tâm, con bé bình an vô sự, đều tại thần vừa rồi quên báo bình an cho điện hạ. Lúc nàng mới về, trước mặt nhạc phụ có kể chuyện gì liên quan đến ta không? Ông thấy chàng rể như trần trừ một lúc, rồi lại hỏi. Khương tổ vọng gật đầu lia lịa. Có, có, lúc nó mới về luôn khen điện hạ không ngớt. Nói xong, ông thấy chàng rể nhiếp chính vương lại trầm tư. Lúc này, tiếng ngựa hí vang từ sau đại doanh truyền đến. Rất nhanh, ngựa cùng biết đường người liền đến phụ cận. Thúc thần huy từ biệt khương tổ vọng, lệnh đội đi theo đổi ngựa, không hề dừng lại, tiếp tục phóng lên lưng ngựa tiếp tục đi tới trong đêm. Thành phong diệp, chớp mắt, thuốc tiền đến đây đã 10 ngày, rốt cuộc đã thoát ra lồng giam hoàng cung. Dù sao chuyện cũng đã làm, dầu thấy có lỗi với dạy bảo của tam hoàng thúc, cô phụ mong chờ của chú ấy với mình, xong sau một hai tháng nữa mình lại phải về cung. Cuộc sống như thế này e là cả đời về sau không còn bắt lấy cơ hội cuối cùng tận hưởng lạc thú trước mắt là được. Lúc mới đầu, thúc tiền ôm tâm thái đó dạo khắp, cảm thấy hơi mới mẻ, vui sướng mấy ngày, xong ngay sau đó, chỗ này cũng chả có gì thú vị mới mẻ hấp dẫn cậu cả. Khương Hàm Nguyên lại cực kỳ bận rộn, da mặt có chừng, đa phần cô đều ở trong quân doanh gần cổng thành. Thúc tiền dần thấy nhàm chán. Hôm nay, cậu hết chỗ đi, định dứt khoát xúc đầu ngủ, nào ngờ bị mơ thấy mình quay về Hoàng Cung ngồi trên ngôi vị trên cao mình đã ngồi mấy năm kia. Đối diện là những viên đại thần quen thuộc ôm khuê đứng trang nghiêm. Trong ba tiếng hô vạn tuế của đại thần cậu giật mình tỉnh lại. Sao ngọc khuê, dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông. Cậu kinh hãi ngồi dậy, nghĩ mãi không rõ, mới ra ngoài ít lâu sao chưa chi đã mơ thấy hoàng cung mà mình luôn không thấy có cảm tình, còn đám đại thần mặt mũi đờ đẫn đáng ghét như hình nhân bằng giấy kia nữa cậu thấy hơi suối quẩy, xong nghĩ đến hiện giờ mình chạy khỏi, cảnh tượng hoàng cung có thể có, rồi cả màn tam hoàng thúc đến gặp mình, tâm tình càng không ổn. Ngây ra một lát rồi quyết định ra ngoài hít thở. Phản kính theo sau cậu như thường lệ, cậu đến gần cổng thành, leo lên thành lâu, nhìn quân doanh của quân ngụy chú đóng ngoài thành gần đó. Ở nơi ấy, không ngừng kẻ hất chiến giáp phóng ngựa ra vào, tiếng binh sĩ tập luyện rít theo theo gió chuyển đến. Thuốc tiền không khỏi động lòng bảo muốn ra ngoài. Quả nhiên lại bị phàn kính ngăn cản, bảo để ông đi báo cho tướng quân trước. Mấy hôm trước cậu cũng đòi ra thành, sau khi tam hoàng thẩm biết cũng không từ chối nhưng cô tự mình đi cùng, cưỡi ngựa một bên không rời một tấc. Thuốc tiền tuy hy vọng cô có thể thường xuyên bầu bản, song dù ra mặt cậu dày, cũng biết uy hiếp chiến sự hiện còn chưa hề dẹp xong. Cậu nào dám chiếm dụng thêm thời gian của cô, vội giải thích. Không cần đâu, ta đi không xa, ta chỉ muốn đi loanh quanh trong doanh xem binh sĩ thao luyện. Ta không quấy giày đâu, ta ở xa xem thôi, xem xong thì ta về. Thiếu niên nào mà không muốn kỵ binh lưỡi mát, anh dũng hào hùng giết địch. Huống hồ giờ đây, người đã đến chiến trường, mỗi ngày bị vây trong tòa thành, không thú vị không nói, còn quá đáng tiếc. Ngàn cây vạn đắng rốt cuộc có cơ hội đi đến vùng biên tái, nếu cái gì cũng chưa từng thấy chưa từng biết, cứ Từ thế bị tam hoàng thúc đưa về, xem ra e tương lai nhìn lại sẽ là tiếc nuối cả đời. Phản kính nói, tiểu công tử chớ trách, bây giờ hai quân rằng co, đây cũng là cân nhắc vì an toàn của tiểu công tử. Tướng quân nói, nếu ngài muốn ra thành, cô ấy sẽ đến đón. Thúc tiền đứng im một lát, nói, thôi, cậu cũng không còn tâm tình dạo chơi, ấm ức xuống tường thành, đang muốn về, ngẩng lên, ngó thấy cuối bậc thang dưới kia. Một thiếu nữ áo đỏ đang ngừng ngay cổng thành, đôi mắt nhìn thẳng mình chằm chằm. Lúc hai người đối mặt nhìn nhau, vẻ mặt thiếu nữ đại biến, trợn to hai mắt, như nhớ ra gì, chỉ vào cậu, kinh ngạc hô. Là ngài, Trường An Hoàng. Thuốc tiền cũng nhận ra, thiếu nữ này là con gái đại hách vương, tên hình như là tiêu hoa gì ấy. Hôm cuộc thi tại Trường An, nàng ta bám dịp bên cạnh tam hoàng thẩm, cậu có nhìn, có để lại một chút ấn tượng. Thuốc tiền không ngờ gặp nàng ấy ở đây, thấy cô nàng nhận ra mình, nào để cô hô to phá đám, một bước lao xuống lối bậc thang, bưng kín miệng cô nàng. Tiêu lâm hoa trừng to mắt dãy rủa thúc tiền gì tai cô nàng. Không được nói ra ngoài. Tiêu lâm hoa nghe rõ, quay lại, đối mắt với vị hoàng đế thiếu niên nước ngụy, ngây người. Thúc tiền thấy cô nàng không động đậy nữa, buông tay. Hôm nay tiêu lâm hoa tự tay nấu vài món, cho thị nữ cầm theo, định đưa đến quân doanh bên ngoài mới đi đến đây thình lình nhìn thấy một người từ trên cổng thành đi xuống, cảm thấy giống vị thiếu niên hoàng đế nàng gặp ở Trường An nhưng không chắc, bèn dừng lại. Nàng vừa khẩn trương vừa không hiểu, thực sự nghĩ mãi không rõ, vị hoàng đế đại ngụy kia, sao đột nhiên chuyển từ Trường An sang đây. Bỗng, nàng nhớ tới, mấy hôm trước nàng nghe huynh trưởng nói qua, tướng quân Trường Ninh có một người họ hàng tuổi thiếu niên đến đây tìm chỗ nương tựa, đang ở một chỗ dịch xá trong thành của họ thì ra là thế, ngã thiếu niên tôi tìm chỗ nương náu lại chính là đương kim hoàng đế đại ngụy. Tiêu Lâm Hoa vẫn ngứa ra, xong đã hiểu, lại nghe cậu dặn dò vậy, nào dám tùy tiện nói nhiều thêm câu nào, vội gật đầu, lùi về một bước. "Thần biết rồi, bệ." Nàng dừng lại, "Nếu ngài không có việc gì khác, thần sẽ ra khỏi thành, đi quân danh." Nhìn hoàng đế thiếu niên đại ngụy, Tiêu Lâm Hoa nhớ tới một người khác là Nhiếp Chính Vương, lòng nổi tuân e sợ, nói xong thấy cậu liếc sang hộp cơm trong tay mình, vội giải thích. Thần đang đi thăm tướng quân tỷ tỷ, tiện tay mang cho chị ấy ít món tự tay thần làm. Thuốc tiền nghe cong, lòng càng muộn phiền. Ngay cả tiêu gì đó hoa gì đó còn có thể đi quân doanh tìm tím ấy, chỉ mỗi mình đã đến tận đây rồi mà còn không được tự do ra cổng thành. Tiêu lầm hoa thấy vẻ mặt cậu không vui, hơi thấp thỏm, trần trừ đoạn mới thử dò xét nói. Ngài, muốn nếm thử chút không? Đúng lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa phi nhanh ngoài cổng thành, thúc tiền giật thót, bỏ lại tiêu lâm hoa, xoay người sông lên đầu tường, từ trên cao nhìn xuống. Trong quân doanh rối loạn tương bừng, rất nhanh sau đó, binh sĩ chờ xuất phát, phóng ngựa ra cổng, xem ra hình như là có chuyện, đang triển khai hành động. Thúc tiền lập tức hưng phấn, hai tay bấu chặt tường, nhìn không chớp mắt. chương 72 Khương Hàm Nguyên nhận được thám tử phía trước hồi báo, đại doanh binh địch vốn vẫn rằng co trước giờ bỗng xuất hiện động thái lạ, nhìn từ xa, hình như có dấu hiệu tập kết người ngựa, nhưng xem ra không giống như định tiến quân mà đang dỡ chạy lui binh. Cô không dám lơ là, sợ đối phương giờ chiêu trò, nhằm đề phòng nhỡ có chuyện, bèn chọn ra một toán người, dự định đến một trạm canh quan trọng chiến lược cách phong diệp thành ngoài trăm dặm, đồng thời hạ lệnh khởi động phòng bị trong thành, cả đại đội chuẩn bị sẵn sàng ra khỏi thành ứng chiến. Chu Khánh hôm đó bị thương quá nặng, việc phòng thành giao cho Trương Mật và Tiêu Lễ Tiên, cô tự mình dẫn 2.000 người tuyển chọn rời doanh. Trong tích tắc, bầu không khí gần cổng thành đột ngột thay đổi, chiến mã hy vang, quân sĩ bày vẻ sẵn sàng đón địch, thường dân bị cách ly, lệnh cho toàn bộ về nhà, đóng cửa không được ra ngoài. Không khí chiến sự khẩn trương, hết sức căng thẳng. Phản kính thấy thuốc tiền đứng ở đầu tường không đi, mấy lần mở miệng nhắc nhở. Thuốc tiền như không nghe thấy, chờ mắt nhìn Khương Hàm Nguyên dẫn một đội kỵ binh xuất doanh, vó ngựa đạp tung bụi đất trên đường, toán quân xa dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Tiểu công tử, chỗ này không an toàn, ngài phải xuống, quay về. Phản kính cao giọng gọi cậu lần nữa. Thúc tiền chậm rãi xoay người, dè dặt từng bước, bất đắc dĩ xuống tường thành. Khương Hàm Nguyên dẫn kỵ binh đến tuyến đường phòng hộ trước đây mượn cơ hội ngừng chiến xây dựng nên, Trương Tuấn dẫn người đi trước điều tra. Sau một canh giờ, Trương Tuấn quay về bẩm báo doanh trại địch đang rút lui thật, nhìn không giống dở trò. Trước khi xuất binh, Khương Tổ Vọng từng liên tục căn dặn, mục tiêu chủ yếu chuyến này là bước lui binh địch, giải trừ nguy cơ tám bộ. Nếu tin tức hiện tại là thật, tất nhiên là chuyện cực tốt. Khương Hàm Nguyên tự mình dẫn theo một tiểu đội đi đến một triền dốc cách địch doanh không đến hai dặm, leo lên đỉnh, từ cao nhìn lại. Cô nhìn thấy khu quân doanh liên miên dàn trải đối diện kia hơn phân nửa đã dỡ doanh trước, chỉ còn một đội để lại ở phía trước trông như là toán quân cảnh giới xa hơn một chút loáng thoáng nhìn thấy là xe chở đồ quân nhu và đội ngũ đã quay lại hướng tây chậm chạp tiến về u châu khương hàm nguyên đăm đăm dõi theo mãi đến tối không phát hiện gì lạ thường sau một đêm vùng đất vốn mấy vạn binh mã chu đóng đã trống trải toàn bộ người ngựa rút lui sạch sẽ chỉ còn đám lều trướng rách và rác rưởi mấy vạn quân vứt lại xem ra lui binh là thật nhưng mà nguyên nhân đến cùng như nào nếu là vì chủ tướng bị thương quá nặng không thể chỉ huy tác chiến nam vương phủ hoàn toàn có thể phái người khác tiếp nhận nhìn quy mô hành động lần này của nam vương phủ xí thư đối với trận chiến này là thế tất phải thắng dù lúc trước có gặp khó khăn song tổn thất tổng thể cũng không tính là lớn hoàn toàn có thể ngóc đầu bây giờ lại đột ngột lui binh không điểm báo trước khương hàm nguyên kết luận nguyên nhân duy nhất hẳn là ở nam vương phủ chả lẽ là có chuyện lớn gì cô không biết, Nam Vương Phủ cân nhắc không thể không lui binh. Sau mười mấy ngày, Trương Tuấn lẻn vào Âu Châu điều tra đưa về một tin, nghiệm chứng phán đoán của Khương Hàm Nguyên. Đúng là Hoàng đỉnh nước địch xảy ra chuyện. Theo chỗ Trương Tuấn dò xét, lần này Nam Vương Phủ xuất binh, vốn có hứa hẹn với triều đình nước địch, trong một tháng nắm được tám bộ. Nào ngờ, sau tháng lợi ngắn ngủi ban đầu, khúc sau cực kỳ không thuận lợi. Âu Châu là phạm vi thế lực Nam Vương Phủ bao trùm lại bị người. Ngụy đâm thùng, thần binh trên trời rơi xuống xuất hiện ở thành. Phong Diệp, liên tiếp chết hai độ ý địa vị không thấp, Nam Vương Phủ nhận chất vấn ồ ạt từ phía địch đình, chủ yếu là thế lực anh em của Sĩ Thư. Sau đó tuyến phía Nam còn gặp trắc trở, khâm long bị thương nặng. Rằng co từ trước, nên Sĩ Thư hai chiều gặp áp lực, đường lúc cân nhắc tiến lùi thì, ngày mấy hôm trước, có tin truyền ra, bệnh tình hoàng đế đang nguy kịch. Theo một điều tra khác, thật ra trước khi địch doanh lui binh, bản thân Sĩ Thư Hẳn đã rời Nam Vương Phủ từ trước. Khương Hàm Nguyên đã rõ. Địch đình có biến, động tĩnh thế này, hẳn gã biết trước tiên. Sở dĩ lúc ấy không lập tức lui binh là sợ đi quá gấp gáp, nhỡ dẫn tới truy binh. Theo cô biết, quyền đấu ở Hoàng Đình Bắc Địch so với Hoàng Triều người Hán, chỉ có hơn chứ không kém. Chí ít, trong tranh quyền của Hán Đình, nếu không phải thân bất do so kỳ giữa cha con anh em chú cháu nếu không đến bước cuối cùng bình thường sẽ không đao kiếm gặp nhau nhưng ở bắc địch nơi không có lễ pháp này dùng bạo lực cướp đoạt chính quyền tàn khốc thanh trừng đối thủ chuyện ấy cũng là chuyện thường ngày phía trước chiến sự gặp khó phía sau hoàng đình có bất chắc đổi lại là ai cũng rõ ràng nên quyết đoán thế nào đây thực sự là lui binh Khương Hàm Nguyên trước mắt không thể suy đoán biến cố lần này ảnh hưởng đến tương lai hai phe Ngụy địch ra sao, song đối với Thành Phong Diệp đương nhiên là chuyện cực tốt. Tin tức truyền về Thành Phong Diệp, từ cha con họ Tiêu xuống đến dân chúng tám bộ, cả thành vui mừng. Cha con họ Tiêu ngay sau đó tìm Khương Hàm Nguyên thỉnh cầu tướng sĩ đại ngụy tiếp tục ở lại thêm ít lâu giúp đỡ diệt trừ triệt để đám phản tộc cha con Diệp Kim. Cha con Diệp Kim giàu hoạt như hồ ly, người được mùi khác thường. Biết một khi người địch quyết định lui binh họ sẽ mất giá trị lợi dụng, sẽ không còn đường sống. Nên hơn 10 ngày trước, chúng hoảng sợ như chó nhà có tang, âm thầm bắt đầu tìm kiếm đường lui, biết có một nhóm dân chúng địa phương dân số lên tới một vạn tự phát gom nhóm, lên kế hoạch mang theo gia sản, lùa dê bò, nương náu vào thành Phong Diệp. Trong số đó, một số là dân của hai bộ Bạch Thủy, phục nhân, nghe nói hiện giờ đại hách vương được đại ngụy trợ giúp, tình thế đã tốt bền dứt khoát quyết định trốn đến nương nóng Cũng có rất nhiều người Hán là người tấn cũ chạy trốn đến bị kẹt ở U Yến rất nhiều năm ở vùng lân cận, lâu nay lấy người tám bộ ở chung, không chịu nổi đàn áp tàn khốc của cha con Diệp Kim. Không ngờ tin tức truyền tai cha con Diệp Kim, khi Khâm Long lui binh, quyết định nhanh chóng, dẫn toán người quay lại, chặn đám dân chúng bắt làm con tin, xua đến Đông Hà là đại bản doanh do phản quân còn chiếm cứ sau cùng, tàn khốc ép dân, ngày lẫn đêm xây dựng thành phòng thật ra không cần cha con họ tiêu mở miệng, trước khi rời đi, Khương Hàm Nguyên cũng đã dự định bình định triệt đề, giải cứu dân chúng. Thế tử đại hách tiêu lễ tiên tự báo xuất chiến, về phía ngụy quân, Khương Hàm Nguyên điều động dương hồ lĩnh quân, xuất 5.000 binh mã. Nghị sự cùng ngày, Chu Khánh cũng có mặt. Bụng ông vẫn còn băng bó, vì vết thương nghiêm trọng, thời gian này chịu đủ tra tấn. May mà căn cơ dũng mãnh nên chịu được nổi, hôm nay xuất hiện, dù sắc mặt vẫn còn mang bệnh song tinh thần đã thấy tốt hơn. Ông là một trong số ít có danh mãnh tướng ở nhãn môn thống lĩnh doanh binh, rất có uy, tư lịch cũng sâu, xét về tuổi tác và bối phận cũng là chú bác của Khương Hàm Nguyên. Danh hào tướng quân của hai người về đẳng cấp cơ bản là giống nhau. Không chỉ thế, giữa các doanh cũng âm thầm cạnh tranh với nhau, ai cũng muốn lên đầu, tranh thủ vị trí số một. Trước kia thái độ ông đối với Khương Hàm Nguyên dĩ nhiên cũng khách khí, song ít nhiều cũng luôn mang chút ngầm phản đối. Giờ đã có phần khác biệt. Toàn bộ buổi nghị sự ông đều im lặng, Khương Hàm Nguyên cố ý chuyển sang hỏi ông có bất kỳ ý tưởng gì không. Chu Khánh lắc đầu, lập tức nói. Đúng là có một chuyện, ta rất hâm mộ tiểu thất lang dương gia. nếu không phải bây giờ ta nửa chết nửa sống, nào đến phiên cậu ta ra trận. Nói xong cười ha hà, không ngờ cười quá mức, vô ý động đến tổn thương nơi bụng, mặt lộ vẻ đau đớn đưa tay đè lại. Dương Hồ cười hắc hắc. Chu tướng quân, tương lai ngày còn nhiều cơ hội, giờ cứ yên tâm dưỡng thương, đừng nghĩ tranh với. Tôi. Chu Khánh cười to, quay sang Khương Hàm Nguyên. Chu. Khánh ta là người thô cạch, người bội phục trong đời không nhiều, đại tướng quân là người đầu tiên, giờ xem như trường ninh cô cũng là một trong số đó. Ở đây cô đã tính toán, ta tâm phục khẩu phục, không gì để nói. Khương Hàm Nguyên mỉm cười. Bàn xong, Dương Hổ Tiêu Lễ vội vàng rời đi, chuẩn bị ngày mai xuất binh. Chuyến này Chu Khánh lãnh binh không có cơ hội lập công không nói, đến cả chính Minh Suýt cũng góp cả mạng vào, lòng không khỏi tiếc nuối. Nhưng, cảm thấy tiếc nuối, ngoài Chu Khánh, trong thành Phong Diệp còn một người khác. Dĩ nhiên là thiếu đế Thúc Tiền. Từ khi tin quân địch lui binh truyền ra, Thúc Tiền tìm Khương Hàm Nguyên liên tục năn nỉ, nói muốn ra quân doanh ngoài thành xem xét. Khương Hàm Nguyên cuối cùng đồng ý, dặn dò phàn kính không cần hạn chế cậu, chỉ cần đừng đi quá xa là được. Sáng sớm hôm sau, Dương Hồ Tiêu Lễ Tiên dẫn quân chuẩn bị, tập kết ngoài cổng quân doanh. Năm ngàn tướng sĩ, từng người khôi giáp, ngồi trên lưng ngựa. Nắng thu mới lên chiếu dọi từng khuôn mặt kiên nghị, oai hùng uy vũ. Khương Hàm Nguyên ra lệnh một tiếng, cùng với tiếng chiến mã hy vang, đội quân bắt đầu xuất phát. Dân chúng nghe tin chạy đến tụ tập gần cổng thành quan sát gieo hò trận trận. Thuốc tiền đứng chỗ vọng lâu cao nhất trên tường thành nhìn thấy, lòng ngứa ngáy khó chịu, quay lại nói với ông dâu sồm một tấc không rời kia. Phản tướng quân, đây là trận đấu cuối rồi, ông ngày đêm đi theo ta, không muốn có cơ hội lập công à. Phản kính không biết thiếu niên này đến cùng là ai, song nữ tướng quân đã trịnh trọng giao phó đặc biệt, tất nhiên ông không dám lười biếng. Ông tỉnh bơ, không nói không rằng. Thiếu đế thầm thở dài, lại ra nhìn ngoài thành, bỗng, ánh mắt cậu khựng lại. Ngay cách chỗ quân doanh không xa, một đám thiếu nữ trong thành đang tụ tập, phất tay gieo hò với tướng sĩ cưỡi ngựa ngang qua. Đứng đầu là một thiếu nữ áo đỏ, dưới ánh mặt trời mới mọc, cô nàng áo đỏ như lửa, đầy nổi bật trong đám đông. Chính là tiêu lâm hoa, nàng cũng ra, vui vẻ đưa tiện anh trai mình. Thuốc tiền chầm chầm nhìn một lát, chờ đội quân đi đến, quay lại nói. Phản tướng quân, ta muốn đi dạo ngắm rừng phong ở ngoài thành. Vương nữ kia, cậu chỉ bóng áo đỏ. Hẳn cô ấy biết đường, chỗ nào cảnh đẹp nhất, ta cũng chỉ quen biết cô ấy, nhờ dẫn đường cho ta. Sở dĩ thành phong diệp được đặt tên này là vì ở ngoài thành có mảng rừng phong lớn, hiện giờ vào thu, tầng tầng lớp lớp rừng nhuộm cả, lá phong như lửa, leo lên đầu thành từ xa có thể trông thấy. Cảnh sắc đúng là vô cùng đẹp. Phản kính trần trừ, gọi tùy tùng sang đó hỏi xem nàng ấy có đồng ý đi cùng không. Tiêu lâm hoa dù sao cũng là vương nữ, phản kính tưởng nàng ấy sẽ cự tuyệt. Nào ngờ nàng ngẩng lên ngó về tường thành, nhìn thấy thiếu niên, gật đầu, không chỉ thế còn lập tức đi tới cổng thành, thành thành thật thật chờ ở đó. Phản kính bất đắc dĩ, đành sắp xếp ngựa, dẫn theo vài tên tùy hành, đi theo thiếu niên và vương nữ thẳng ra khỏi thành. Dừng phong nhìn thì gần, đường đi khe vũng mấp mô, có phần tốn thời gian Toán người cưỡi ngựa đi hơn một canh giờ mới đến Dừng ngựa ngoài bìa rừng Thúc tiền vào trong vừa thưởng thức phong cảnh chung quanh Vừa tám chuyện với tiêu lâm hoa nào là chỗ nào chơi vui có gì đặc sản Tiêu lâm hoa thoạt đầu rất vô nệ Dần dần cảm thấy thiếu đế nước ngụy này cũng hiền hòa Hoàn toàn chả có cao ngạo của hoàng đế Hoàn toàn khác biệt với tưởng tượng của mình trước kia Bèn buông lỏng, hỏi gì đáp nấy Tuổi hai người gần gần Thúc tiền càng không ngừng khen thành phong diệp hay địa linh nhân kiệt, tiêu lâm hoa càng thêm vui vẻ. Nhanh chóng cười cười nói nói, tựa như bạn bè quen biết đã lâu. Thuốc tiền vừa nói, vừa không rảnh, khi thì nhảy lên kéo một cành lá phong, khi thì đá đống lá rơi trồng chất, khi thì xoay người, hái một nhánh cỏ. Dần già vào đến chỗ rừng sâu, cây dày cỏ cao, cậu hơi quay đầu thoáng nhìn phía sau lưng. Phản kính dẫn theo mấy người, theo sau như trước, không xa không gần cậu đi ra sau một gốc đại thụ mấy người ôm, dừng lại. Tiêu lâm hoa cũng dừng theo. Sao không đi nữa? Thúc tiền chăm chú nhìn nàng, tươi cười. Nàng rất đẹp, theo ta thấy, ngoài tam hoàng thẩm của ta, cả trường an, trong cung ngoài cung cũng tìm không ra cô gái đẹp như nàng. Tiêu lâm hoa ngẩn ra, chẳng thể ngờ vị thiếu đế nước ngụy quốc tự dưng ngó mình vậy, nói mấy câu thật buồn nôn. Nàng kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đỏ lên trong giây lát, mấy phần khẩn trương mấy phần ngượng ngùng, đang không biết nên đáp thế nào, lại thấy bỗng nhiên cậu ta biến sắc, nhìn mình, giọng cực kỳ khẩn trương nói. Coi chừng, trên người nàng có con sâu đang bò, sắp bò lên cổ rồi. Tiểu lầm hoa cúi đầu, thật sự nhìn thấy một con sâu gióm to mọng chừng ngón tay đang lắc lắc trên vạt áo mình. Bình thường nàng cưỡi ngựa bắn tên, tính tình hoạt bát, lá gan cũng lớn, song từ nhỏ sợ côn trùng, huống hồ là loại sâu gióm uốn qua uốn lại, thất sắc tại chỗ hét lên nhảy dựng cả người đừng sợ đừng sợ có ta thuốc tiền lập tức bước tới bắt con sâu béo hất ra tiêu lầm hoa chưa kịp tình hồn đã thấy tay nóng lên phát hiện bị cậu ta thuận thế nắm lấy nàng giật mình chưa kịp phản ứng đã thấy cậu ta sát tới thì thầm bên tai ra phía sau gốc cây này với ta đi ta có lời nói với cô nói xong kéo tay nàng đi ra sau gốc đại thụ ở trong mắt người ngoài tình cảnh giữa hai người cực kỳ thân mật. Phản kính đã kịp thu vào đáy mắt. Thiếu nam thiếu nữ thân mật, ông cũng không tiện xem thêm, dĩ nhiên không đuổi theo, chờ ở tại chỗ. Ban đầu còn nghe tiếng nói chuyện xì sầm không rõ, sau đó, nghe tiếng tiêu lâm hoa nhẹ giọng hát truyền theo gió. Tiêu lâm hoa vẫn đang hát bài này đến bài khác, phản kính cho là nàng hát cho thiếu niên kia nghe, mới đầu không để ý, dần già thấy không đúng, nhưng tai nghe ngóng rồi đi đến sau gốc cây kia ho một tiếng tiểu công tử vương nữ giọng ông vừa buông tiếng hát cũng im bặt vương nữ như trần trừ hỏi dừng được rồi sao không có tiếng đáp lại phản kính có sự cảm xấu trong lòng không để ý có chỗ xúc phạm lập tức vọt ra sau cây chỉ thấy tiêu lâm hoa tựa vào gốc cây khăn bịt mắt chỉ còn lại một mình nào có bóng dáng thiếu niên kia nữa tiêu lâm hoa nghe động tĩnh giật khăn xuống nhìn quanh trợn mắt nhìn phản kính Hắn đâu, vừa rồi là hắn muốn ta hát cho nghe, hắn còn bịt mắt ta, bảo ta hát mãi, không được ngừng nếu chưa được phép hắn. Hắn. Hắn là hoàng đế nước ngụy, dù lòng thầm cảm thấy yêu cầu của hắn quá quái dị song lệnh của hắn, nàng không dám không nghe theo. Hiện giờ nàng cũng chẳng dám nói ra thân phận thiếu niên kia. Đừng nói là phản kính, có là phụ huynh nàng, nàng cũng không dám nhắc tới nửa câu. Nàng nói không nên lời, thấy mặt phản kính lộ vẻ lo lắng cao giọng gọi người đi tìm xung quanh hiểu ra mình đã bị đối phương lợi dụng tên thiếu đế nước ngụy cười hì hà bảo nàng khờ ngốc hát mãi yểm trợ cho hắn chạy mất nàng biết mình đã gây đại họa vừa hoảng hốt vừa oán hận răng cắn chặt môi rơi nước mắt khi khương hàm nguyên biết tin đã là trạng vạng tối thuốc tiền thoát khỏi phản kính vụng trộm chạy ra bìa rừng tự cưỡi ngựa chạy mất không chỉ thế cậu còn đuổi mấy thất ngựa còn lại đi kết quả khi phản kính quay về báo tin đã mất không ít thời gian đi đường tiêu lâm hoa khóc đến mắt mũi đỏ bừng cúi đầu đứng im khương hà nguyên nghe tin thúc tiền chạy trốn đã biết cậu đi đâu cô an ủi tiêu lâm hoa vài câu lập tức ra doanh lên ngựa tự thân dẫn theo một toán người lần theo tuyến hành quân của dương hồ vừa tìm kiếm dọc đường vừa đuổi theo đông hà nằm ở tây bắc thành phong diệp chạy gấp rút hai ngày liền đến sáng sớm hôm sau Dương Hồ phát hiện một vị khách không mời mà đến tống thời vận dẫn một thiếu niên đến bảo cậu ta cưỡi ngựa một đêm đuổi theo yêu cầu được theo quân cùng đi Đông Hà Dương Hồ nhận ra thiếu niên này chính là cháu họ của nữ tướng quân hôm đó theo xe lương đến tìm chỗ dựa phản kính ngày ngày đi theo cậu ta Dương tướng quân ngài dẫn ta theo ta cam đoan không gây thêm phiền phức cho ngài Dương Hồ ngồi trên ngựa đưa mắt đánh giá đối phương thấy thiếu niên đăm đăm nhìn lại mình. Một đêm không ngủ, hai mắt lấp lánh, khát vọng nơi đáy mắt vô cùng nồng đậm. Cậu ngó về hướng thành phong diệp, dù đã suy đoán đối phương hẳn trộm theo đến, nhưng hành quân gấp rút, trong tích tắc không quản được nhiều, chỉ lá cờ nói. Cũng được, ngươi khiêng cờ, đi theo bên cạnh ta. Thúc tiền cực kỳ mừng rỡ, lập tức chạy lên nhận cờ phát trên vai, dục ngựa gấp đi theo. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 73, trời tối, 5.000 kỵ binh đã đến Đông Hà bản doanh của phản quân. Dương Hổ hạ lệnh cho binh sĩ nghỉ ngơi tại chỗ, sáng mai khai chiến. Cậu xếp thúc tiền cùng liều với mình đêm nay, thuốc tiền đồng ý luôn miệng. Dương Hổ tuần doanh, cậu cũng theo sau, thấy gì cũng mới mẻ. Không chỉ thế, còn nhanh chóng làm quen với một tiểu binh khiêm cờ. Tiểu binh kia hơi lớn hơn cậu, bảo không biết mình bao tuổi, chắc tầm 15-16 nhưng tên là Bách Tuế trăm tuổi, vì cha mẹ cậu ta hy vọng cậu có thể sống đến Bách Tuế. Nhưng mà, từ nhỏ người nhà đã chết sạch, bình thường ngoài bảo vệ lá cờ còn có thị lực tốt, giọng lớn, gặp trận cũng là một vọng binh. Vị trí của vọng binh ở phía sau trận địa, phụ trách trèo lên thang quan sát, từ trên cao nhìn toàn cục, báo tình hình trận đấu kịp thời cho chủ tướng. Đừng thấy tuổi không lớn, Bách Tuế đã là một lão binh dày dặn kinh nghiệm, tự xưng đã dự không dưới 10 trận đấu, kể cho thúc tiền nghe chuyện quá khứ từng trải, sinh động như thật. Thúc tiền mê mẩn, bách tuế nghe cậu nói mình đến từ Trường An, hâm mộ nói: "Tâm nguyện lớn nhất cả đời ta là, đánh xong giặc, ta lập được công, làm quan cưỡi ngựa lớn vào Trường An, xem hoàng cung dưới chân thiên hạ rốt cuộc là thế nào." Thúc tiền nói: "Hoàng cung cũng chỉ có thế, có gì hay đâu, nhưng mà, nếu sau này ngươi đến Trường An, cứ tìm ta, muốn vào hoàng cung cũng không phải việc khó." Bách tuế cười ha hà, bảo cậu khoác lác, thuốc tiền nhịn không nói mình là hoàng đế, kể cho đồng đội mới quen đủ cảnh trong cung. Bách tuế nghe như si như say, bỗng vỗ gáy. Ta biết rồi, chắc nhà ngươi có người làm việc trong cung, lén dẫn ngươi vào nhỉ. Thuốc tiền khẽ giật mình, lập tức cười to, xưng phải. Đang trò chuyện hăng say, dương hổ xong việc gọi cậu vào chướng. Vừa vào, thuốc tiền cướp quyền chủ động giúp cậu ta cười giáp. Dương Hồ đánh giá cậu. Nhanh nhẹn quá nhỉ, phản tướng quân đi theo ngươi, thế mà ngươi cũng trốn được. Nghe khẩu âm ngươi hẳn là người Trường An nhỉ, có quan hệ thế nào với tướng quân, hình như ở Trường An cô ấy chẳng có họ hàng gần. Thúc tiền nịnh nọt. Lúc tôi ở Trường An từng nghe vi danh của Dương tướng quân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên anh minh thần võ. Tôi xem toàn bộ nhạn môn, Dương tướng quân cơ trí nhất, không gì qua khỏi mắt ngài. Đúng là tôi là người Trường An họ hàng xa của tướng quân khó trách ngài không biết dương hù giận tái mặt nhóc con bớt bớt đi hôm nay vội đi đường mới cho cậu theo mai sẽ là một trận ác liệt phản quân tám bộ vốn đã hung hãn còn rơi vào đường cùng chắc chắn sẽ dựa vào thế hiểm yếu chống lại sức chiến tuyệt đối không kém binh địch đâu ngày mai cậu không được chạy loạn ở phía sau mà đợi cho ta một bước cũng không thể lên nếu cậu mất cọng long nào ta làm sao giao phó với tương quân đây nói xong quang một đao tới thuốc tiền ôm chặt lấy dương hồ liếc cậu cầm đi phòng có chuyện ngủ đi vung tay tắt lửa thuốc tiền nhắm mắt đêm ấy gối lên đao hương phấn chẳng ngủ nổi mãi đến gần sáng mới ngủ trời còn chưa sáng đã nhổ trải cậu bừng tỉnh vội đứng dậy tiếp tục đi theo đại đội tiến quân vào thành thành đông hà còn có tên là thành bạch thủy là bản doanh của bạch thủy bộ của cha con diệp kiêm cũng như thành phong diệp thuộc cha con họ tiêu nơi đây cha con Diệp Kim cũng đã nắm giữ nhiều năm, giữa tháng tư chuyện mưu đổ bí mật làm phản thất bại, vội vàng không kịp chuẩn bị, hốt hoảng bỏ thành trốn đã từng bị tiêu lễ tiên chiếm cứ. Sau đó binh địch gia nhập, cha con Diệp Kim đánh giành lại thành Bạch Thủy. Thành này phía tây là núi, phía đông là sông Đông, không đường có thể đi, chỉ có hai cổng thành Nam Bắc. Địa hình này dễ thủ khó công, nhưng ngược lại, chỉ cần nắm được hai cổng thành Nam Bắc là có thể bắt rùa trong hũ, phản quân hết đường có thể trốn. Dương Hổ và Tiêu Lễ Tiên chia binh, tự phần mình tiến đánh mỗi cửa thành. Phản quân đã biết tin, đóng chặt cổng thành, đầu tường phòng ngự đầy đủ. Cuộc chiến tấn công thành hết sức căng thẳng, từ trên đầu thành vô số mũi tên, pháo đá, dầu hỏa, gỗ lăn, cùng nhau bắn xuống. Ngoài cửa đông, Dương Hổ dẫn binh dùng khiên che chắn, dựng lên 10 chiếc thang mây đêm qua chặt cây làm thàn, dũng cảm quên mình, mạnh mẽ tấn công thuốc tiền dừng ở một vùng tương đối an toàn cách đầu tường một khoản tên. Bên cạnh là toán quân chờ bổ sung. Bách tuế mới quen với thuốc tiền đêm qua, đang bò lên tham quan sát, nhìn phía trước. Đây không phải giã chiến mà là công thành, tình cảnh vừa liếc đã thấy, ai cũng thấy được, không cần cậu báo tình hình. Cậu chỉ phụ trách cầm trong tay cờ hiệu hình tam giác. Đợi lá cờ tam giác sơ lên, chính là phía trước phát ra tín hiệu, lệnh phía sau cũng gia nhập chiến đấu trong đầu thúc tiền nhiệt huyết đêm qua và ảo tưởng giết địch các thứ vào lúc cuộc chiến chân chính hôm nay bắt đầu nhanh chóng như bọt biển như băng tan không còn tăm hơi cậu nhìn thấy một sĩ binh leo đến một nửa đã bị một tảng đá lớn phủ đầu đập xuống bên cạnh một thang may khác một binh sĩ khác dùng khiên đánh rơi đá bay tránh được công kích vào đầu đến khi leo đến tiếp cận tường thành lại bị một đao chém rớt cảnh tượng lặp đi lặp lại không dứt nhưng không một ai lùi lại binh sĩ một người tiếp một người như con kiến đạp lên thân thể đồng đội không ngừng rơi xuống không ngừng tấn công lên chiến sự vừa mới bắt đầu rõ ràng chưa bao lâu song trong cảm giác của thúc tiền như đã dài đăng đẳng trong mắt cậu là ánh lửa mút trời trong hơi thở cậu là mùi máu tanh gửi theo gió trong tai cậu là tiếng chém giết đinh tai nhức óc cả người cậu bị cảm xúc kích thích mãnh liệt này tấn công bất ngờ đến muốn choáng váng nhìn lên đầu tường lại một trận tên bay như châu chấu một lượng gỗ lớn lan rớt, dầu lửa nghiêng đổ, thang mây lật ngã, thân thể binh lính bị thương bị cháy lăn lộn trên mặt đất kêu thảm, dưới tường thành là những binh sĩ đã chết nằm bất động bị lửa lớn ừng ực nuốt chửng bốc khói đen gai mũi, cuối cùng cậu hết khống chế nổi, chạy lên cạnh lính đội quát. Còn không lên, nhanh lên, trước khi không chống cự nổi. Sao lính đội không khẩn trương chứ, nhưng đây là bố trí của Dương Hồ. Phía trước hy sinh, để tiêu hao mớ uy hiếp lớn nhất đối với tấn công thành là gỗ lăn dầu lửa đá lớn các thứ. Đợi đến những chiến bị tiêu hao hầu như không còn, lực cản tấn công sẽ giảm mạnh. Bố trí đó dĩ nhiên tàn khốc, nhưng đây là chiến tranh. Không thể không có chết người. Hắn biết thiếu niên này hẳn không phải người bình thường nên vội giải thích. Thuốc tiền ngẩn ra, lúc này, phản quân trên đầu thành nghỉ xả hơi bắt đầu bắn tên loạn sang hướng này. Chuẩn bị, chúng đang mượn sức gió, trên thang quan sát, bách tuế hét lớn, giống song gấp rút nâng khiên bảo vệ chính mình. Quân sĩ bên dưới toàn bộ được huấn luyện nghiêm chỉnh cùng nâng khiên chắn trên đầu, tạo thành một tấm chắn phòng hộ. Đa số tên bay tới đều không đủ lực, không chạm tới, chỉ vẽ một đường vòng cung trên không song cắm xuống đất. Chỉ có mấy chục mũi tên mạnh mẽ mượn sức gió bắn tới gần. Cùng với một trận phực phực, tất cả tên loạn đều cắm vào mặt khiên. Trong tay bách tuế cũng dơ một tấm khiên, chờ trận tên qua đi thả xuống cúi đầu nhìn thúc tiền dưới thang hô to sợ à không sao đâu lúc nào trả vậy ta nói ngươi nghe này hôm nay chỉ là một trận nhỏ rồi ngừng bật một mũi tên lạc được gió gửi tới như ảnh quỷ bay là là trong mây chớp mắt tới gần công bằng cắm thẳng giữa gáy cậu xuyên qua cổ cậu người cậu trao đảo trên thang quan sát cao cao gồm cả tấm khiên rơi thẳng xuống nặng nề đập trên lưng thúc tiền thuốc tiền bị đè bên dưới. Cậu nằm sấp, không biết cuối cùng mình thoát thân thế nào. Đến khi tỉnh táo lại, nhìn lên thang quan sát đã thấy một người khác đứng ở đấy. Lại một đợt triển khai công thành, cứ lặp đi lặp lại như thế đến vòng thứ tư, người trên thang quan sát cuối cùng dơ cao cờ tam giác, hét lớn một tiếng, không kịp chờ tướng sĩ phát ra tiếng hò giết, đã phóng đến phía phía. Cuối cùng, ở nơi này chỉ còn lại mỗi mình thúc tiền, bên chân là người đồng đội mới quen nằm. Bạch Tuế bị mũi tên cắm trên cổ, bất động, nét mặt cậu ấy không đau đớn, mắt mở to, còn lộ vẻ diễu cợt khi nói câu cuối cùng. Vòng công thành này có hiệu quả, quân ngụy leo lên đầu tường, nhanh chóng chiếm lĩnh. Đang định chém giết phá thành, bỗng cổng thành phía dưới mở ra, một lượng lớn dân chúng dũng mãnh ảo ra, ông già, phụ nữ, trẻ nít, có dân chúng tám bộ, có cả người Hán. Họ chính là đám người mấy hôm trước bị phản quân chặn lại kia giờ bị trục xuất ra ngoài, nếu không ra sẽ bị giết chết sau công thành. Họ liều lĩnh chôn bán sống bán chết, phản quân sen lẫn trong đó, vọt ra. Rất nhiều dân chúng bị xô đẩy té ngã trên đất, còn chưa kịp bò dậy, đã bị vô số người theo sát sau lưng dẫm đạp. Tiếng thét chói tai sen lẫn tiếng trẻ nít khóc thê lương, vùng gần cổng thành đầy hỗn loạn. Thảm kịch nhân gian, chẳng qua cũng chỉ như thế. Dương Hổ không ngờ cha con Diệp Kim vô sỉ đến mức đó dân thường rất đông cậu không dám hạ lệnh bảo binh sĩ bắn tên ngăn cản chỉ vừa đứng một bên quát lệnh cho dân chúng sau khi chạy ra ngoài mau chóng tản ra vừa dẫn binh sĩ vây kín chung quanh chặn giết phản quân cuồn cuộn lao từ trong thành ra không dứt thuốc tiền bị trận chém giết sôi trào trước đó kích động run cầm cập từ cảnh sát bách tuế nhảy lên nắm thật chặt thanh đao đêm qua dương hủ ném cho định xông tới gia nhập bình thường cậu có tập võ trong cung cậu ảo tường cũng sẽ anh dũng giết địch hiện chính là cơ hội. Nhưng chân của cậu, cứ như bị thứ gì khóa chặt, không cách nào động đậy. Cậu là hoàng đế, tam hoàng thúc hay tam hoàng thẩm tuyệt sẽ không cho phép cậu gia nhập thế này. Cuối cùng cậu đành từng lần một, không ngừng tự an ủi mình, nghe tiếng chém giết, nhìn tay cụt chân đứt phụt máu đang bay đầy trời không xa, tay nắm chặt chuôi đao, buông ra, buông ra, rồi nắm chặt. Mồ hôi lạnh như thác nước từ chán cậu chảy xuống, chảy vào mắt, nóng bỏng đau đớn đúng lúc này ánh mắt cậu sướng lại cậu nhìn thấy phía trước có đứa bé gái mấy tuổi đang gào khóc cạnh mấy xác chết bên cạnh đó là binh ngụy và đám phản quân xông ra khỏi thành chém giết lẫn nhau một bà vẻ mặt hoảng sợ chạy tới hẳn là mẹ nó chạy chưa được mấy bước đã đụng phải một tên phản quân một đao chém bà ta ngã xuống đất mi mắt thúc tiền giật giật một giọt mồ hôi lạnh lọt vào trong mắt cậu hơi chớp không nhịn được nữa Phóng đến cô bé, một hơi vào tới ôm lấy, phi nước đại về, nhưng đầu sang nhìn thấy một binh ngụy bị thương đang chém giết với phản quân bị đối phương đè ngã ra đất, bóp chặt cổ. Thuốc tiền đặt cô bé nhỏ đang thuốc thít bên cạnh bách tuế, xông lại, rút đao nhắm thẳng đầu tên phản quân đang bóp cổ, dùng hết sức lực, chặt xuống một đao. Cổ đứt, chiếc đầu lăn ra đất, máu phụt lên trời, đột nhiên từ trong chỗ cổ rứt phun ra, vọt lên mặt thuốc tiền. Cậu mở đôi mắt bị máu dính chặt, trong sắc đỏ mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một phản quân vọt tới mình. Dáng vẻ đối phương như kẻ điên, cậu chẳng biết mình cầm đao xông lên thế nào nữa. Cậu cắn răng, mở đôi mắt nhuốm máu, gia nhập cuộc chiến vật lộn hỗn loạn, chém giết phản quân gặp phải. Chém ngã thêm một gã, cảm giác sau lưng đang có đao bổ đến mình, cậu định tránh đi, song cơ thể không nghe sai bảo, không đuổi kịp tốc độ cậu nghĩ. Ngay lúc cậu muốn rách cả mí mắt lòng đầy bất cam, đột nhiên. Bang! nghe một trận đao phong lướt qua đỉnh đầu, một cái xác bị chém ngã sau lưng cậu. Cậu quay lại, thình lình nhìn thấy phía sau xuất hiện thêm một người. Tam hoàng thẩm. Cậu điên cuồng gọi. Trận chiến đẫm máu gần cổng thành cuối cùng cũng đã kết thúc. Phản quân bị diệt, tiêu lễ tiên tìm trong vòng vây cha con Diệp Kim giả dạng thường dân chạy trốn, giết cả hai. Dương hổ chém giết xong biết được Khương Hàm Nguyên cũng đến. Ngay tức khắc đoán cô vì thiếu niên kia mà đến, vội chạy đến. Quả nhiên, cậu thấy cô đứng cạnh thiếu niên kia, gã ấy mặt mũi toàn là máu, ánh mắt hung bạo, trong tay còn cầm đao, đứng thẳng tắp. Dương Hồ giật mình. Không phải cậu đã căn dặn đối phương, không được lên trước sao? Chuyện gì vậy? Cậu xoay sang Khương Hàm Nguyên vội giải thích. Tướng quân, đêm qua hắn ta đuổi theo tới, tôi vội vàng hành quân nên dẫn theo, nhưng tôi đã căn dặn hắn không được nhào lên rồi. Khương Hàm Nguyên trấn an Dương Hồ vài lời, quay lại nhìn. Thuốc tiền dường như còn chưa tỉnh lại từ cơn chém giết, hỏi. Ngài sao rồi, có bị thương không? Thuốc tiền chậm rãi lắc đầu, thấp giọng. Ta không sao. Chưa dứt lời, đã ném đao trong tay, xoay người ói. Cậu nôn không ngừng, đến mức người quỳ sắp xuống đất, ói đến sạch nước vàng mới rừng, từ từ ngã ra đất, nhắm mắt, thở hào hền từng hơi. Dương hổ còn cần quét sạch thành trì, dàn xếp thương binh, chân an dân chúng. Cùng ngày, Khương Hàm Nguyên đưa thúc tiền về thành phong diệp trước. Cô thu xếp cho thúc tiền một chiếc xe ngựa, để cậu nghỉ ngơi thật tốt còn bản thân cưỡi ngựa bên cạnh. Sau khi lên đường, thấy thúc tiền vén rèm xe thấp giọng nói. Tam hoàng thẩm, thím ngồi chung xe với ta được không? Cậu đã rửa mặt sạch sẽ, da hơi tái nhợt, tinh thần uể oải, không giống dáng vẻ bình thường lắm. Khương Hàm Nguyên lên xe ngựa, ngồi chung với cậu, thấy cậu không nói gì, Bèn lấy tấm thảm đắp lên người cậu, nói: "Chắc ngày mệt rồi, ngủ đi, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn thôi." Thúc Tiền dựa vào cô, chậm rãi nhắm mắt lại. Khương Hàm Nguyên nhìn gương mặt Thúc Tiền, chợt nhớ tới người kia. Hơn 10 ngày trước cha đã nhận được tin báo của mình, chắc chắn ông ấy sẽ lập tức thông báo về Trường An. Tính ra, chắc rằng y biết tung tích Thúc Tiền cũng không bao lâu. Y chắc chắn sẽ tự mình đến đón Thúc Tiền, điểm này cô rất khẳng định. Nhưng xem như y nhận được tin lập tức lên đường đón thì giờ cũng chỉ mới vừa xuất phát không bao lâu. Đợi y khó khăn chạy tới đây nhanh nhất e cũng mất mấy tháng. Tam Hoàng Thẩm nghe một giọng trầm thấp bỗng vọng tới bên tai. Khương Hàm Nguyên cúi nhìn, thấy thúc tiền lại mở mắt. Sao thế? Cô hỏi. Tam Hoàng Thẩm, thím thật tốt với ta, thím và Tam Hoàng thúc là người đối xử với ta tốt nhất. Ta sai rồi. Ta không nên để Thím và Tam Hoàng thúc lo lắng cho ta." Một cảm giác vui mừng bỗng tuôn trong lòng Khương Hàm Nguyên. Là một thứ vui mừng không phải vì tình cảm hoàng đế thể hiện ra với cô, mà thiếu niên này đã biểu lộ nhận thức của mình với người khác. Người kia vì thiếu niên này và đại biểu cho thiếu niên này có thể nói đã dốc hết tâm huyết, thậm chí, nếu cần, muốn người ấy dâng lên mạng của chính y, e là y cũng đồng ý. Nhưng thiếu niên này chưa hẳn đã nhận thức được giờ phút này hắn rốt cục nói ra lời ấy như là người kia nỗ lực đạt được đáp lại có qua có lại cuối cùng không có thất bại cô cảm thấy vui thay cho người kia từ tận đáy lòng còn vui hơn cả chuyện cậu bé đang cảm kích mình tam hoàng thúc hẳn phải còn cả tháng nữa mới tới thiếu niên lẩm bẩm có lẽ ngài sẽ thất vọng về ta rất tức giận không đâu ngài yên tâm ta cam đoan với ngài cô nhìn thúc tiền dịu dàng nói trên đường không có bất ngờ gì Cô đưa thuốc tiền về thẳng thành Phong Diệp. Ba ngày sau, Dương Hồ Tiêu Lệ Tiên dẫn đội quân quay về. Bọn họ tìm được một lượng lớn lương thực và gia súc trong thành, là số cha con Diệp Kim bóc lột dân chúng tàn khốc đoạt lấy. Đám dân chúng ngày ấy cũng từ từ được tập hợp, dưới bảo vệ của binh sĩ đang trên đường tới thành Phong Diệp. Đến tận đây, loạn tám bộ kéo dài gần nửa năm đã toàn bộ lắng lại cùng ngày đại hách vương cùng tương sĩ đại ngụy và dũng sĩ các bộ tộc khải hoàn cử hành một buổi đại tiệc ăn mừng yến hội được tổ chức ở quân doanh ngoài thành dựng đống lửa dê bò nướng rượu ngon không ngừng không chỉ thế còn tổ chức đua ngựa cực lớn ai cũng có thể tham gia đây là một cuộc sống có thể vứt bỏ hết thảy phiền não thỏa thích cuồng hoan ba ngày sau khi thúc tiền trở về vẫn buồn bã ỉu xìu thế ăn mừng hôm nay cũng không làm cậu có hứng nổi lúc nhàm chán đi tìm tam hoàng thẩm đúng lúc đụng mặt tiêu lâm hoa đang theo bên cạnh cô tiêu lâm hoa đang cười cười nói nói nhiệt tình mời khương hàm nguyên đi xem tranh tài bỗng thấy hắn tới nụ cười lập tức mất sạch hung dữ chừng cậu thuốc tiền tự biết đối lý giả lơ không nhìn thấy khương hàm nguyên hỏi chuyện gì cậu nhất thời không nói đôi mắt nhìn chốc lát bảo mình hôm nay không ra khỏi thành lát sẽ về chỗ ở dặn cô với tướng sĩ thỏa thích mừng công không cần nhớ tới mình. Khương Hàm Nguyên sờ chán cậu, không sốt, đoán rằng cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục sau trận thảm sát kia, bèn bảo cậu nghỉ ngơi thật tốt. Sợ phụ vương thần nhìn thấy, không dám đi à. Tiêu Lâm Hoa chê cười lầm bầm. Hôm qua suýt thì thúc tiền bị đại hách vương bắt gặp, may mà còn nhanh trí chạy kịp. Cậu đam đam nhìn Tiêu Lâm Hoa một lát, quay đầu ỉu xìu quay về chỗ ở. Cậu cũng chẳng biết mình làm sao mà không vui lên nổi náo nhiệt như hôm nay, nếu là trước kia, cho dù là có rủi ro chạm mặt đại hách cương cậu cũng sẽ không bỏ qua. Cậu cắm đầu đi ngủ, trằn trọc trên giường, nhắm mắt lại, lại thấy lúc thì xác tiểu binh bách tuế hiện ra trước mắt, lúc thì bóng dáng cô bé khóc bên xác người, lúc thì hình như người được mùi vị máu từ cái cổ đứt kia bắn lên mặt mình. Cậu chưa từng biết, thì ra máu có thể phọt cao đến vậy. Mùi vị ngọt tanh, thật buồn nôn, còn nóng hôi hổi. Thuốc tiền rốt cuộc mơ mơ màng màng tiếp đi. Tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã là ánh chiều tà vàng ruộm tạt qua trong phòng. Hoàng hôn, nhưng hôm nay cả thành trẻ chén say xưa, giờ hẳn chỉ mới bắt đầu. Từ nơi này cậu có thể nghe thấy tiếng reo hò úa hát từ ngoài thành theo gió bay tới. Cậu lấy lại bình tĩnh, đang định đi uống nước, bỗng nghe tiếng bước chân ngoài cửa. Còn chưa kịp tỉnh táo đã có người gõ cửa, tiếp đó một giọng nói vọng vào. Tiền nhi giọng nói trầm thấp, mà cậu hết sức quen thuộc, nhưng khác là, giờ đây khàn khàn, còn có mấy phần khẩn trương. Tam Hoàng Thúc, sao có thể là ngài ấy? Không phải cả tháng sau ngài ấy mới đến được sao? Thúc tiền tưởng mình nghe lầm, trần trừ đoạn, âm thanh lại truyền vào trong tai. Tiền nhi, có người đẩy cửa, bước nhanh vào. Tim Thúc tiền nhảy rộn, gọi to. Tam Hoàng Thúc, cậu bỗng xoay người chạy như điên ra ngoài. Trường 74 ngay một lát trước đó, thúc tiền nằm mơ, cậu mơ thấy mình về tới hoàng cung, đứng ngoài cổng cung. Cậu muốn bước vào xong cung vệ không nhận ra, chặn lại hỏi khẩu lệnh. Cậu nói một câu, không đúng, câu khác, cũng không đúng. Cậu lo lắm, tự biện luận mình là hoàng đế, khẩu lệnh chính là do cậu quyết định, sao sai được. Cung vệ cười nhỏ cậu mơ mộng hão huyền, không màng đến cậu ra sức dẫy ruộng, sách ra xa quang đi. Cậu bò dậy, nhìn thấy đám đại thần đi đến cổng cung, mặc chiều phục, ôm khuê mà đi, chuẩn bị vào cung thăng chiều. Cậu vui quá, chạy ngay đến mong giúp đỡ. Nào ngờ, đám đại thần cũng thế, như chẳng ai nhận ra cậu, nhìn không chớp mắt, đi ngang qua người cậu. Cuối cùng, tất cả đã vào phía bên kia cánh cổng nguy nga. Chỉ còn lại mỗi mình cậu. Hai cánh cổng cung chậm rãi khép kín trước mặt cậu. Ta là hoàng đế. Lúc thúc tiền tỉnh lại, bên tai như vang vọng câu nói cuối cùng trong giấc mơ. Cậu cảm thấy có phần không tập trung tinh thần, không biết sao mình lại mơ một giấc mơ hoang đường khó hiểu vậy. Đường lúc cậu rối ren uể oải, giấc mơ như nhấn chìm cậu trong khói mù, sau một khắc, cậu nghe được tiếng gọi quen thuộc của Tam Hoàng Thúc. Tựa như mây mờ gặp trăng tỏ, lạc đường gặp ánh sáng. Trong chớp mắt, cả người Thúc Tiền bị một cảm giác vui mừng điên cuồng như được cứu rỗi chiếm lấy. Cũng chưa từng có lúc nào giống như hiện giờ, cậu ý thức được thì ra mình ỉ lại vào Tam Hoàng Thúc vậy, thật sự đã sâu tận xương tùy, không thể cắt tuyệt. Cậu mới chạy hết tốc lực mấy bước đã thấy một bóng người cao giáo quen thuộc vội vã đi vào. Đập vào mi mắt thật sự là tam hoàng thúc, thúc tiền không thể quen thuộc hơn, mà giờ khắc này, dáng vẻ y lại hơi khác với trong ấn tượng của thúc tiền. Trong ấn tượng của thúc tiền, bất kỳ lúc nào, dung mạo cao cao thanh tính, áo không dính bụi. Nhưng người trước mặt này, trên tóc trên áo nhúm bụi đường xa. Không chỉ thế, y cũng đen gầy không ít, hốc mắt hơi hóng, đáy mắt hiện đầy tơ máu. không khó tưởng tượng, đoạn đường chạy lên phía bắc y lo âu bực nào. bắt gặp ánh mắt ngài ấy nhìn mình, thuốc tiền bỗng cảm nhận được nỗi hồ thẹn và áy náy thật sâu sắc. này cũng thật khác với áy náy sau mỗi lần cậu phạm phải sai lầm nghe dạy dỗ. đây mới thực là tình cảm từ sâu trong đáy lòng cậu. tam hoàng thuốc thuốc tiền lại gọi một tiếng, hốc mắt nóng lên, xông tới ôm lấy y. Mắt thúc thần huy cũng ửng đỏ, ôm vai lưng đứa cháu ngày càng rộng lớn, ngón tay chậm rãi tăng sức, cuối cùng ôm chặt lấy. Tiền nhi, con vẫn ổn chứ? Y hỏi. Thúc tiền không tìm được nữa, bỗng quỳ thụp xuống, nức nở nói. Tam hoàng thúc, ta sai rồi, lần này ta thật sự biết là ta sai rồi, ta không nên trốn đi, ta làm ngài lo lắng. Thúc thần huy khẽ giật mình. Ngay một chốc trước khi y vội chạy tới đây, còn đang nghĩ rằng có khi nào đứa cháu này vẫn chưa muốn theo mình trở về không? nếu lòng Y vẫn còn mâu thuẫn, Y phải làm thế nào mới khiến đứa cháu chân chính nhận thức được lỗi lầm mình? nào ngờ vừa thấy mặt, đứa cháu đã phản ứng vậy. kinh ngạc qua đi, một cảm giác cực vui mừng tuôn ra trong lòng thúc Thận Huy. Y định đỡ thúc tiền dậy, cậu không chịu. thúc Thận Huy hơi cao giọng: ngày là hoàng đế, sao có thể bái thần? còn không đứng dậy, chính là tổn hại thần đó. Thúc tiền rốt cuộc từ từ gượng dậy. Tam Hoàng Thúc, trước đây ta luôn thầm ấm ức, chẳng có ai chân chính quan tâm ta nghĩ gì, đến cả Tam Hoàng Thúc cũng ép ta. Ta thấy ta quá cực khổ, giờ ta mới biết, nỗi khổ đó tính là gì. Ta thật sai rồi, ta cô phụ ngài dạy bảo, tùy ý làm bậy đến thế này, hẳn ngài rất thất vọng về ta. Thúc thận huy chăm chú nhìn cậu thiếu niên đầy xấu hổ trước mặt, ấm giọng an ủi. Chuyện lần này cũng không thể hoàn toàn trách ngài. Chín quá hóa nẫu, Ta cũng có chỗ cần thức tỉnh. Tóm lại, ngài không sao đã là chuyện cực kỳ may mắn. Phía triều đình ngài không cần lo, chỉ cần mau chóng quay về, bảo ngài đã lành bệnh, ngầm hiểu lẫn nhau cũng sẽ xong chuyện. Thúc Tiền lập tức nói: "Được, mọi chuyện ta đều nghe Tam hoàng thúc sắp xếp." Thúc Thần Huy nhìn cậu, nhẹ gật đầu. Lúc này, có tiếng huyên náo mơ hồ từ ngoài thành theo gió vọng tới. Thúc Tiền như vừa tỉnh mộng, quay nhìn ra bên ngoài. Đúng rồi, Tam hoàng thúc đã gặp Tam hoàng thẩm chưa? Thím ấy có biết ngài đã tới không? Thúc thận huy khựng lại, mỉm cười nói, "Còn chưa kịp gặp nàng ấy, ban nãy vừa gặp đại hách vương chào hỏi, ông dẫn ta thẳng đến chỗ ngài." Quân địch lui binh, phản quân tám bộ cũng đều thanh trừ sạch sẽ, hôm nay khao thưởng, ta dẫn ngài đi tìm tím ấy. Tam hoàng thẩm vốn tưởng ngài phải ít lâu nữa mới đến, đợi gặp ngài nhất định thím ấy kinh ngạc cực kỳ thúc tiền vội vội vàng vàng định đưa thúc thận huy đi tìm người. Tam hoàng thúc, mấy hôm trước tam hoàng thẩm còn đã cứu ta một mạng. Thúc tiền lần này lợn chết không sợ trụng nước sôi, đem chuyện mấy hôm trước cậu lén người chạy đi tiền tuyến kể lại. Ta thật sự biết sai rồi, chẳng những khiến tam hoàng thẩm lo lắng, mà còn thêm chuyện cho thím nữa. Lúc quay về, ta lo ngài sẽ trách cứ ta, thím lại bảo ngài sẽ không trách ta. Thật sự bị thím nói chúng rồi, đợi lát nữa gặp thím ấy, Tam Hoàng Thúc nhất định phải cảm ơn thím giúp ta thật tốt nhé. Thúc Thận Huy dừng bước, trầm ngâm một lát, nói. Để tự ta đi tìm nàng ấy vậy. Thúc Tiền gật đầu. Cũng được, thế Tam Hoàng Thúc đi nhanh lên, thím ấy gặp được ngài chắc chắn sẽ rất vui. Thúc Thận Huy mỉm cười, xoay người đi ra. Đại Hách Vương và Lưu Hướng đang chờ bên ngoài, thấy y, lập tức lên nghênh đón. Cho đến giờ, Đại Hách Vương mới từ từ tỉnh táo lại nhiếp chính vương đại ngụy đột ngột xuất hiện ở đây. Người trong kia, ông chưa tận mắt gặp qua, song trước đó, nhiếp chính vương phi dẫn một thiếu niên tìm cô ấy làm chỗ dựa sắp xếp ở đây, ông từng nghe nói. Bây giờ nghĩ lại, tám chín phần thiếu niên kia chính là hoàng đế thiếu niên đại ngụy. Ngoài người có thân phận ấy, nhìn khắp thiên hạ, còn có ai phải khiến cho nhiếp chính vương bôn ba mấy ngàn dặm tự thân đến gặp. Ông không biết đến cùng nội tình là thế nào, song chuyện không nên hỏi thì không hỏi, đạo lý ấy lẽ nào ông không biết. Thấy người quay ra, cung kính hành lễ, liên tục cảm tạ ân tình đại ngụy xuất binh giúp đỡ, sau đó cười nói. Tiểu vương may mắn, hôm nay có thể theo vương phi khao thưởng tướng sĩ. Điện hạ đi đường vất vả, ở đây đợi một lát. Tiểu vương ra ngoài mời vương phi đến gặp. Thúc thận huy cản lại. Không cần, ngài cứ tự nhiên, bồn vương tự đi gặp nàng. Đại hách vương không dám miễn cưỡng đi hành, luôn mồm xương vâng. Thúc thận huy nhẹ gật đầu, dặn lưu hướng không cần đi theo, thu xếp người bên dưới, còn mình đi một mình. Y bước trên đường phố thành phong diệp thành, khắp nơi vẫn có thể nhìn thấy nhà cửa bị lửa chiến thiêu đốt, nhưng người trên đường đều rực rỡ tinh thần, ánh sáng hy vọng đầy mắt. Đến gần cổng thành thì càng náo nhiệt, dân chúng và quân sĩ chen nho qua lại không dứt có quân ngụy, có quân tám bộ. Ai nấy tươi cười, bầu không khí nô nức như ngày lễ. Y đi tiếp đến quân doanh, ban đầu bước chân nhanh nhẹn như không chờ kịp nhịp tim cũng tăng không kiềm chế. song đến khi căn đại doanh xuất hiện không còn xa trước mặt, dáng chiều đầy trời, sắc lửa đỏ rực, trong không khí còn nghe được mùi thịt nướng và rượu ngon, tim ổn á bên tai, y lại tháo bước chậm dần, cuối cùng dừng lại. đủ loại đêm mưa to kia lại một lần nữa dậy lên trong lòng y. Nàng ấy quyết tuyệt đến thế, y cũng đã buông lời khó nghe tổn thương người nhất, không trừ lại nửa phần chỗ trống cho nhau nghĩ đến gặp lại nhau, mở miệng nói câu đầu tiên, y nên nói gì cho phải. Trên đường từ nhạn môn tới đây, y từng không chỉ một lần nghĩ đến vấn đề này. Nhưng tới tận bây giờ, y phát hiện, mình vẫn chẳng nghĩ xong. Thúc thần huy cúi đầu thoáng nhìn chính mình. Dẫu chưa từng soi gương xong y cũng biết, dáng vẻ mình hiện giờ không thích hợp để nàng ấy nhìn thấy. Đang do dự, vài cậu lính trẻ hơi say đang cãi nhau ầm ĩ đi ngang, nhìn thấy y, dừng lại, đánh giá y. Thúc thận huy dừng lại, đuổi tạp niệm quanh quẩn trong lòng, tiến lên hỏi chỗ tướng quân Trường Ninh. Binh sĩ ngó y vài lần, nhìn nhau, cuối cùng, một cậu gật đầu. Tướng quân ở trong ấy, đang chúc mừng chiến công cùng bọn. Ta! Thúc thận huy đứng tại chỗ, đợi dáng chiều lặn hết, từng đống từng đống lửa bừng lên trong đại doanh mới cất bước. Y bước vào trong khuôn viên, chia lệnh bài cầm theo cho thủ vệ. Đống lửa hừng hực, khắp nơi đều là tiếng vui đùa hoan ca. Dầu buổi khao yến đã đến gần hồi cuối, tướng sĩ nhao nhao say xỉn, nhưng ngoài những ai gục đầu say ngủ, đám còn lại vẫn vui say không giảm. Có người thừa dịp tiểu hứng hát vang những khúc ca phóng khoáng nơi biên tái, có kẻ thi sức đấu vật, khoe khoang võ công, tranh thủ được ủng hộ từ đồng đội. Toàn bộ quân doanh đêm nay khí thế mạnh mẽ hùng hồn, lộ ra cuồng giã phóng túng nhiều hơn lệ thường vài phần. Thục thận huy lộ mặt hoàn toàn lạ lẫm, song không ai để ý đến sự tồn tại của y y xuyên qua quân doanh đi đến đại trướng lúc sắp tới y ngừng bước ngay tại trước đại trướng năm ba người một nhóm tụ tập không ít binh sĩ thúc thận huy nhìn thấy tiêu lâm hoa áo đỏ váy đỏ đang nhẹ nhàng nhảy múa bên cạnh một đống lửa cháy hừng hực mặt nàng ta ửng như lửa đỏ bước chân biến hảo vô cùng dáng người dẻo như hươu đang uốn lượn váy áo bay cao xinh đẹp không gì ngăn trở đối diện đống lửa một tấm thảm trải rộng, bày một chiếc trường án, trên đó rượu ngon vật lạ bày biện, một người một tay bưng bầu rượu, tay kia cầm vỏ trường kiếm, đang nghiêng nghiêng tựa vào cạnh bàn, tư thái tùy ý, lộ vẻ tiêu sái. Đấy là một cô gái, cô mặc áo giáp, không mang mũ chiến, mớ tóc đen buộc lên đỉnh đầu như nam tử. Cô đang ngà ngà say, tươi cười trên mặt, ngắm nhìn thiếu nữ nhảy múa trước mặt, mượn mấy phần chính choáng đang hòa theo vận luật điệu múa của thiếu nữ, dùng chui kiếm gõ lên bàn, phát ra âm thanh như tiết tấu nhịp trống, bầu bạn cùng điệu múa thiếu nữ. Dứt điệu, tiêu lâm hoa hưng phân cách đống lửa hô to. Tướng quân tỷ tỷ, chị gõ nhịp hay quá, em múa một điệu nữa tặng chị nhé, góp vui cho chị. Khương Hàm Nguyên giơ bầu rượu trong tay, cách một quãng kính rượu một kính với nàng ta, cất tiếng cười to. Hay quá. Lúc cô cười rộ, ánh lửa nhảy múa rọi sáng gương mặt cô, khuôn mặt sáng rực trói mắt binh lính xung quanh cười theo, rầm rộ ủng hộ. Thúc thận Huy chưa từng thấy dáng vẻ như thế của cô. Thậm chí, nếu không phải đêm nay y tận mắt nhìn thấy, y vốn chả thể tin rằng cô cũng sẽ cười rộ tùy ý đến thế. Y đứng sau lưng mấy tên lính, bình tĩnh ngắm nhìn bóng người sau ánh lửa, ngây cả người. Lúc này, phía sau y, có người im ắng đến gần. Một giọng nói vang lên bên tai. Ngươi là ai? Tìm tướng quân có chuyện gì? Thúc Thận Huy bừng tỉnh, theo phản ứng quay đầu, đối mặt một đôi mắt của một cậu trai trẻ. Đối phương non như một tiểu tướng quân, khuôn mặt búng ra sữa, song cực kỳ nghiêm khắc, hai luồng mắt phóng tới y, tràn ngập đề phòng. Thúc Thận Huy trần chừ, lại ngó phía trước một chút. Tiêu Lâm Hoa đã nhảy điệu nữa, nàng ấy đang tiếp tục dựa trường án, vừa uống rượu, vừa mỉm cười dùng kiếm trong tay gõ nhịp đệm nhạc cho Tiêu Lâm Hoa. Cũng không phải việc gấp, không cần lập tức kinh động tướng quân chúng ta chờ là được thúc thận huy ngẫm nghĩ đáp dương hồ càng thêm nghi ngờ dù chiến sự xem như kết thúc song chưa biết chừng còn có mật thám lén lút ai biết tên này chỉ lệnh bài cho thủ vệ là kẻ nào huống hồ còn bồi hồi hồi lâu ngoài khuôn viên nếu thật sự có chuyện cứ vào thẳng không được sao trực giác nói cho cậu tên này rất khả nghi đưa lệnh bài cho ta thúc thận huy bất đắc dĩ đành móc ra dương hổ lật qua lật lại mấy lần gặng hỏi tên y thúc thận huy cười khổ vì tiểu tướng quân này xưng hô thế nào ngươi biết nhiều làm gì ngươi họ gì tên gì vào doanh đến cùng là có chuyện gì trương mật đang đi ngang thấy dương hổ đang tra hỏi người ngó mấy lần dừng mắt tiếp tục ngó khuôn mặt đối phương rốt cuộc nhớ tới thật sự là ấn tượng năm đó ghi khắc cực kỳ sâu cho dù đã qua nhiều năm xong giờ phút này ông vẫn nhanh chóng liên tưởng đến người năm xưa. Ông lại ngó nữ tướng quân phía trước không xa, dù đang hoang mang chưa hiểu sao tự dưng ngài ta có mặt ở nơi này, nhưng càng khẳng định suy đoán của mình, thấy Dương Hồ vẫn đang tra hỏi, níu tay dừng lại, nhìn người đối diện rè rặt lên tiếng. Xin hỏi, có phải là nhiếp chính vương kỳ vương điện hạ không? Khác với thiếu đế không bị ai nhận ra, lần này Thúc Thận Huy đến đây, biết trong quân ở nhạn môn có rất nhiều lão tướng lão binh gặp qua mình, muốn giấu giếm thân phận cũng không thể, cũng không cần thiết. Đã đến, vẫn hoàn toàn mượn cớ sau nam tuần y tiếp tục bắc thượng, tuần sát cảnh phương Bắc. Nếu bị nhận ra cũng không cần phủ nhận, khẽ gật đầu. Trương mật cuống quyết bái chào Dương hổ chấn kinh vô cùng, nhìn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt, hét lên quái dị. Ai chứ, nhiếp chính vương điện hạ, sao có thể chứ? Giọng cậu cực kỳ lớn, lập tức hấp dẫn chú ý của đám binh sĩ chung quanh, xôn xao nhìn lại dương hổ không được vô lễ còn không bái kiến nhiếp chính vương điện hạ trương mật quát to dương hổ cứng đờ một lát rốt cục chậm rãi bái chào như còn có mấy phần miễn cưỡng thúc thần huy liếc cậu lấy lại lệnh bài từ tay cậu thản nhiên nói ngươi chính là dương hổ ngũ danh thất lang dương hổ cúi đầu không nói một lời trương mật vội vàng trả lời hộ bẩm nhiếp chính vương cậu ta chính là Dương Hổ, ngũ danh thất lang. Vừa rồi cậu ấy không biết là nhiếp chính vương giá lâm, có chỗ mạo phạm, xin nhiếp chính vương thứ lỗi. binh lính chung quanh kinh ngạc khôn cùng, chẳng ai còn buồn xem vị vương nữ đang múa trợ tiểu hứng cho nữ tướng quân, châu đầu ghé tai, thấp giọng xì sầm. Khương Hàm Nguyên lưu ý đến động tĩnh bên này, cách ánh lửa, vừa từ xa nhìn lại đã nhận ra bóng dáng kia. Cô hơi trầm ngâm, nhìn tướng sĩ chung quanh, Gia hiệu Tiêu Lâm Hoa dừng lại, đặt bầu rượu và trường kiếm xuống, đứng dậy, trong ánh mắt bốn bể đi đến bóng người kia. thúc Thần Huy đứng nguyên tại chỗ nhìn cô bước về phía mình, tự dưng khẩn trương vô cùng, tim đập tăng tốc. Khương Hàm Nguyên đến gần y, đứng lại, đưa mắt nhìn y, lúc bốn mắt chạm nhau, cô gật đầu nhẹ chào, rồi khẽ dương khóe môi, cười nói. "Điện hạ tới rồi à? Sao không cho người thông báo ta một tiếng?" Giọng điệu của nàng nghe cực kỳ tự nhiên, tựa như vợ chồng vừa mới tách ra hôm qua, hôm nay vô tình, lại thấy mặt. chương 75 Khương Hàm Nguyên vừa dứt lời, xem như là chứng cứ thân phận đã rõ. Mấy tướng sĩ vừa rồi còn tò mò nhìn không còn do dự nữa, toàn bộ hành lễ bái. Tin tức nhanh chóng truyền ra, tướng sĩ nghe nói có vị nhiếp chính vương hư hư thực thực vào doanh, ai mà không biết quan hệ của ngài và nữ tướng quân, cũng không ai cảm thấy hiếu kỳ, ngoại trừ đám say rượu, còn lại chỉ cần còn đi đường được đều đang xôn xao phóng tới đại trướng. Thấy thế, đám đằng sau, dù chả thấy nổi dáng vẻ người đằng trước kia là thế nào cũng lung tung bái lại theo. Đại doanh vừa mới vui vẻ ẩm ý một chốc trước nhanh chóng trở nên tĩnh lặng, người bái lại đầy đất. Tiểu lầm hoa ngó thấy hung thần lại đến, đã lùi ra sau từ sớm, đầu cúi gầm sợ y nhìn thấy mình. Trước đại trướng, cảnh đống lửa nhảy múa hừng hực, cuối cùng chỉ còn hai vợ chồng nhiếp chính vương đang đứng. Thuốc thần huy rời mắt khỏi cô, nhìn quanh, lên giọng nói. Chư vị, bổn vương phụng lệnh đương kim hoàng đế đến đây. Lần này lên phía bắc có hai chuyện. Một là tuần biên, hai là đốc chiến. Trận chiến này đúng là không dễ, song mới chưa đầy hai tháng đã thu được toàn thắng. Tất cả đều là nhờ công lao anh dũng giết địch của chư vị tướng sĩ ở đây hôm nay. Đợi bổn vương hồi kinh, chắc chắn sẽ tấu lên tin chiến thắng, triều đình luận công phong thưởng. Lời y vừa dứt, Tướng sĩ đều vui vẻ ra mặt. Nhiếp Chính Vương đích thân tới chiến trường nơi biên thùy, đối với đám tướng xa cách thiên đình nhiều năm thủ tại biên cương như họ mà nói, vốn là vui mừng tận trời, cộng thêm ngài ấy chính mắt nhìn thấy thắng lợi, càng là vinh quang cực lớn, đám người ầm vang tạ ơn. Rất nhiều lão binh lão tướng ở đây nhớ tới chuyện Bắc tuần năm xưa của thiếu niên Nhiếp Chính Vương, tâm tình càng thêm kích động, hô to Nhiếp Chính Vương thiên tuế. Nhiếp Chính Vương đâu? Nhiếp Chính Vương tới thật ư? Ừ. Chu Khánh vì bị thương, đêm nay nén không uống rượu, về liều nghỉ sớm. Lúc này nghe tiếng chạy tới, đẩy người, vội bước nhanh tới, cúi đầu bái, kích động nói. Mà tướng Chu Khánh, bái kiến nhiếp chính vương điện hạ. Thúc thần huy nhìn ông chốc lát, liền gật đầu. Bổn vương còn nhớ ông, năm đó bổn vương tuần biên nhạn môn, ông chính là một viên tướng tài đắc lực của đại tướng quân. Mấy hôm trước ta ở nhạn môn gặp đại tướng quân, ông ấy đã báo chuyện của ông cùng với tin thắng trận lần này cuộc chiến tám bộ giải quyết nhanh chóng, không thể bỏ qua công lao của ông. Đại ngụy ta có tướng tài hiền dũng mãnh không sợ chết như chu tướng quân, lo gì không thắng trận. Tán thưởng xong, y hỏi thăm tình hình vết thương của ông. Chu Khánh vừa kích động vừa hồ thẹn, nước nở nói. Điện hà quá khen, lần này chiến sự có thể giải quyết nhanh chóng, công của mặt tướng rất nhỏ bé. Không những thế, cũng nhờ sức vương phi phá địch, ngày đó thần mới có thể may mắn giữ mạng sống. Thuốc Thần Huy bước lên, tự tay đỡ Chu Khánh dậy, chúc ông mau lành thương. Chu Khánh luôn mồm xương vâng. Thúc Thần Huy lại ra lệnh tất cả đứng dậy, tiếp tục yến vui, không cần vì mình đến mà ái ngại. Trương Mật người cũng như tên, là người có tâm tư tỉ mỉ, đoán đêm nay nhiếp chính vương một thân một mình vào doanh, e là vì nữ tướng quân. Nghĩ vợ chồng ngày đầu năm vừa mới thành hôn, chưa tới nửa năm, nữ tướng quân đã về nhạn môn. Vốn có câu tiểu biệt thắng tân hôn, huống chi vợ chồng ngài cũng mới cưới. Thấy tình hình cũng ổn, bèn lên tiếng lệnh toàn thể tướng sĩ giải tán. Thấy Dương Hổ đứng đó không đi, mắt dán lên người nhiếp chính vương, không biết cậu ta đang nghĩ gì, thực là không biết cấp bậc lễ nghĩa mới đẩy một cái. Dương Hổ lúc này mới quay đầu, không nói không rằng bước đi. Lúc này đại hách vương cũng đến. Nhiếp chính vương dù đã có lời, không cần ông theo hầu, nhưng sao đại hách vương thật sự dám lạnh nhạt. Thấy trời đã tối, Niếp chính vương vẫn chưa về thành, bèn dẫn Tiêu lễ tiên chạy đến. Bài kiến xong bảo đã chuẩn bị xong chỗ nghỉ ngơi cho hai vợ chồng y ở trong thành. Lúc nào tiện cứ sang đó mà nghỉ. Thúc Thận Huy không nói ngay, chỉ nhìn sang Khương Hàm Nguyên. Khương Hàm Nguyên mỉm cười. Ngài lặn lội đường xa mà đến chắc hẳn rất mệt mỏi, hay về thành đi. Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt. Phần ta sáng mai phải nhổ chạy về Nhạn môn, đêm nay sợ còn có việc, ta ở lại doanh cho tiện. Vương Phi nói sai rồi. Trương Mật nhìn nhiếp chính Vương, lập tức cười tiếp lời. Chuyện nhổ chạy cứ giao cho Chu tướng quân và mặt tướng là được. Huống hồ, Điện Hà tới tìm Vương Phi, chắc hẳn có chuyện muốn bàn. Ở đây nói không tiện. Đúng, đúng, Trương Mật nói rất đúng. Giao cho lão Chu ta. Mấy chuyện này, cần gì nhọc Vương Phi quan tâm. Có việc cứ việc. Đi. Chu Tuấn cũng phản ứng kịp, vỗ ngực tiếp lời. Khương Hàm Nguyên khượng lại, nhìn hai người chu trương mỉm cười, bảo đã hao tâm tổn trí, rồi đưa mắt nhìn Thúc Thận Huy ra ngoài. Thúc Thận Huy trong tiếng cung tiễn sau lưng, đi theo. Giữa vô số ánh mắt dõi theo, hai người bước ra doanh trại, cha con đại hách vương phụ tử đi cùng, dẫn họ đến chỗ ở. Là một chỗ yên tĩnh cảnh tinh xá của thiếu đế. Xong xuôi, Thúc Thận Huy đuổi người hầu canh cửa, tự tay đóng cửa, chậm rãi quay lại, rồi dừng chân trước mặt Khương Hàm Nguyên. Trong quanh không còn bất kỳ ai, nến sáng soi tỏ, hai người đứng đối mặt nhau, ban đầu ai cũng im lặng. Khương Hàm Nguyên cục mắt, vẫn luôn đặt trên vạt áo y. Điện Hà mệt không, ta gọi người đưa nước đến hầu Điện Hà tắm rửa. Cô phá vỡ im lặng trước, mắt không nhìn y mà vượt qua vai y nhìn ra ngoài phòng, nói xong cất bước định đi, thấy bả vai y khẽ động. Không sao, ta không mệt. Cuối cùng y mở miệng. Hủy hủy, ta có chuyện muốn nói với nàng. Vài hôm trước, ta mới biết một chuyện, mùa thu năm ngoái thu, ở chùa Hộ Quốc, hôm đó nàng cũng có mặt. Lưu Hướng đã báo ta. Cuối cùng, y chậm rãi nói. Khương Hàm Nguyên không nghĩ y mở miệng lại nói về chuyện này. Hơi ngước mắt, đối mặt hai luồng ánh mắt của y. Phản ứng đầu tiên của cô là Lưu Hướng có thể sẽ vì thế mà chịu phạt, lập tức nói. Hôm ấy ông không muốn để ta vào, là ta dùng ơn cũ của cha mà ép ông ấy. Nàng yên tâm. Lưu hướng rất ổn, không có chuyện gì. Y chăm chú nhìn cô, nói tiếp. Còn có một chuyện, ta nghĩa có lẽ nàng cũng quan tâm. Là liên quan tới vô sinh kia, bệnh hắn đã khá hơn. Dĩ nhiên ta không thể nào như nàng mong muốn, xem hắn như kẻ bình thường mà phóng thích. Song chỉ cần hắn thành thành thật thật, ta có thể cam đoan với nàng, vị bằng hữu đó của nàng cũng sẽ vô sự. Khương Hàm Nguyên nhìn y, lát sau, khóe môi hơi vỉnh, như cười như không cảm ơn ngài đã báo tin, xem như là tin tốt. Y im lặng, lại nhìn cô một lát. Ta sai rồi. Sau một màn chào đầu, cuối cùng Y đã nói ra lời không biết lăn lộn trong lòng mình bao nhiêu lần, nhìn thấy cô rồi, Y nhất định phải nói ra. Đêm hôm đó, ta không nên đem bạn của nàng đến để thăm dò nàng, không nên buông mấy lời kia, còn mặc nàng tự lo. Chắc chắn đã làm nàng rất thương tâm, hủy hủy, nàng hãy tha thứ ta. Còn có, hôm ở hộ quốc tự, mấy lời ta nói với ôn loan tất nhiên cũng gây hiểu lầm cực lớn cho nàng nhưng ta đối với nàng ấy thật sự không phải như nàng tưởng gạch nối dài gạch nối dài hủy hủy ta không biết nên giải thích thế nào nàng mới tin tưởng ta ta thương hại nàng ấy tình nguyện giúp đỡ nàng ấy thậm chí ta cũng thừa nhận cũng như hôm ấy nàng đã nghe được nếu không có mọi biến cố trước đó đúng là ta sẽ lấy nàng ấy nhưng vật đổi sao rời không như xưa ta gặp nàng ta đối với nàng hoàn toàn không giống. Có vẻ như trong phút chốc y không tìm được cách nào biểu đạt, y ngừng đoạn. Nàng ấy đúng là rất tốt, nhưng khi không thấy nàng ấy, ta không nhớ nàng ấy. Còn nàng không giống, hủy hủy, ta không thấy nàng, ta sẽ nhớ đến nàng, cực kỳ nhớ, dù trong tim ta vẫn còn giận nàng. Lần trước cứ thế mà tách ra, ta đã hối hận. Hủy hủy, nàng hãy tha thứ ta. Y bước một bước về phía cô. Điện hà không cần giải thích. Khương Hàm Nguyên gấp gáp chợt ngắt lời thù lộ hết của y liên quan tới chuyện cô gái họ ôn ta nhớ có một lần điện hạ đã từng đề cập với ta lúc ấy ta đã nói ta tin ngài giờ cũng vậy nếu điện hạ thấy đêm đó mình có lỗi cứ phải hy vọng được ta tha thứ thì ta nói ngài biết ta tha thứ từ lâu rồi ta cũng không đau lòng là điện hạ suy nghĩ nhiều thôi đồng thời thật ra sau đó ta cũng đã thức tỉnh lúc ấy ta có vài hành động không đúng nhân cơ hội này xin ngài cũng thông cảm Thúc thần huy khượng lại. Khương Hàm Nguyên nhìn y mỉm cười. Tất cả mọi chuyện, về phía ta xem như đã qua rồi. Ta hy vọng Điện Hà cũng giống như ta, không cần để ở trong lòng. Sau này muốn làm gì cứ làm đấy. So với đại sự mà Điện Hạ với ta đã định ban đầu, chuyện nhỏ vậy thật ra không có ý nghĩa. Điện Hà một ngày trăm công ngàn việc, cũng không cần vì vậy mà phân tâm. Nói xong, cô nhìn quanh bài trí trong phòng, dừng mắt chỗ chiếc giường, thu hồi ánh mắt điện hà đi đường mệt mỏi quá rồi ta nhìn ra được ngày cần nhất là nghỉ ngơi ta không quấy dày cô mỉm cười nhẹ gật đầu chào thúc thận huy lập tức quay đi thúc thận huy cảm thấy như đầu bị đập một gậy khó chịu không hề có chuẩn bị y nhìn bóng lưng cô rời đi thấy cô sắp mở cửa tất cả cảm xúc như đưa đám không cam lòng hoang mang có lẽ còn có mấy phần ghen ghét cuồn cuộn trong lòng đêm mưa to gió lớn kia đã là quá khứ nhưng đến giờ y vẫn chưa thoát khỏi bị dày vò còn nàng xa rời mình nàng ấy vui vẻ vậy trước mắt y hiện ra cảnh nàng ngồi nghiêng trên đất cầm kiếm gõ nhịp trên bàn cười to thỏa thích kia dựa vào đâu chứ nàng đã dày vò lòng y nói đi là đi vứt bỏ y một mình chìm đắm y không tìm được nữa cất bước đuổi theo bắt lấy cổ tay cô ta sai rồi ban đầu mưu tính nàng lấy nàng rồi cũng không tận trách làm chồng làm nàng hài lòng. Nhưng ta đã biết sai rồi, ta cũng đã xin lỗi nàng. Đối với ai nàng cũng tốt, bộ hạ của nàng, tiêu lâm hoa, tiền nhi, thậm chí là người xa lạ vốn không quen biết. Sao chỉ đối với mỗi mình ta, lại nhẫn tâm như thế? Tơ máu đỏ chó chưa tan nơi đáy mắt y vì đi đường mệt mỏi giờ phút này càng thêm dày đặc, khóe mắt cũng đỏ rực. Khương Hàm Nguyên nhìn người đàn ông trước mặt. Y cứ thế, cố chấp nắm lấy tay cô không buông, đôi mắt đỏ bừng chằm chằm nhìn cô nghiến răng khàn khàn từng chữ từng chữ hỏi nàng khương hàm nguyên nhìn y hồi lâu cuối cùng nhẹ thốt điện hạ ta không ngại nói thật với ngài đối với ngài ta cũng có mấy phần động lòng mấy ngày ở tiền đường cùng ngài có lẽ là mấy ngày hạnh phúc nhất cả đời ta ta cũng thích mẫu thân ngài nữa nếu mẹ ta còn trên đời ta nghĩ hẳn cũng mang dáng vẻ của bà ấy nhưng khoái lạc đó không có gốc rễ chỉ cần này chút biến hóa sẽ như là hoa trong gương, trăng trong nước, cắt trên nhà cao, biến mất trong nháy mắt. Chuyện này, đã được minh chứng rồi. Phiền nhiễu giờ đây có lẽ còn vượt xa vui vẻ, nào dám nói đến sống cả đời. Điện hạ, tự hỏi ngài một chút xem, đến cùng ngài thích ta chỗ nào. Ngài thật sự thích con người Khương Hàm Nguyên ta, hay là vì không có cách nào hoàn toàn có được ta, nên ngài mới nhớ mãi không quên, không chịu buông tay. Điện hạ là một người thế nào, chút ít thời thiếu niên của ngài có lẽ ta cũng có biết nhưng ngài vốn chẳng biết gì về ta cả ngài không biết ta là một người như thế nào ngài cũng không biết quá khứ của ta ngài nói nhiều vì hôn sự này mà sinh ra mấy phần đáng thương ta cũng không có cách nào làm ta tin tưởng càng không thể nào bảo ta cam tâm tình nguyện đem toàn bộ quãng đời còn lại của ta trói lại một chỗ cùng ngài giờ ngài lại cưỡng ép ta dâng tấm lòng ta ra cho ngài trên đời có đạo lý vậy sao nàng lắc đầu rút tay mình ra. Như thế này cũng rất tốt, ta không muốn có bất kỳ thay đổi nào. Nàng nói với giọng điệu mạnh mẽ. Quân doanh ngoài thành, sau khi nhiếp chính vương và tướng quân rời đi, Khao Yến cũng bắt đầu kết thúc. Trương Tuấn xưa giờ thân thiết với Dương Hổ, ngày thường cả hai cũng ngủ chung một lều, không thấy cậu về, tìm kiếm, thấy người đang ở gần cổng doanh. Cậu đang nằm ngửa trên một tảng đá lớn, trong miệng ngậm cọng cỏ khô, mắt nhìn bầu trời đêm trên đỉnh đầu. Trương Tuấn lên tới, đẩy cậu. Say rồi hả, nằm đây uống gió Tây Bắc, tí nữa chết cóng cho xem. Dương Hổ nhổ cọng cỏ trong miệng, lười biếng xoay người ngồi dậy. Trương Tuấn vừa túm lấy cậu về lều, vừa nói. Ta thấy mi thật sự say rồi, nghe nói ban đêm mi còn kiểm tra nhiếp chính vương. Ngày ấy cha hỏi mi, mi còn không phải. May mà nhiếp chính vương đại lượng không so đo đấy. Cậu quay nhìn về phía thành trì. Mà nói thật, nom nhiếp chính vương và tướng quân thật xứng đôi. Lúc xưa nghe tướng quân phải lấy ngài, rất nhiều người thanh mộc doanh ta đều không phục. Vừa nãy ta đi một vòng, bọn chúng đều tấm tắc. Dương Hủ không nói không rằng, bỏ mặc Trương Tuấn nhanh bước về liều ngủ. Bỗng, ngoài khuôn viên có một người đưa tin phóng ngựa tới, cao giọng Nhạn muôn gửi thư, tướng quân, trường ninh có đó không? Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn